Xin nhắc lại một chút là về cái chương trình học của chúng ta, một cái lớp ở trên Zoom ấy ạ. Thực ra cái thời gian nó không quá nhiều, chưa kể là cái việc giao tiếp trên giao tiếp một cách là thông qua thiết bị điện tử như thế này thì đôi khi chúng ta không có những cái giao tiếp bằng mắt hoặc là những cái tiếp xúc trực tiếp. Thành ra là cái thời gian học của chúng ta thì nó sẽ ít hơn và cái khả năng mà chúng ta có thể tiếp thu được thì nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Cho nên là công ty đưa ra một cái lộ trình học là chúng ta cần phải tìm hiểu kiến thức trên e-learning trước để khi đó chúng ta sẽ có cái kiến thức nền tảng về về kế hoạch trả thưởng của Amway. Sau đó khi mà các anh chị đã có cái kiến thức nền tảng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tham gia những cái lớp Zoom. Trên đó các anh chị sẽ được giải đáp nhiều hơn về cái nội dung đào tạo trên e-learning cũng như là cung cấp thêm những cái kiến thức rõ ràng về kế hoạch trả thưởng của Amway. Cho nên đây là một cái lộ trình học mà hy vọng rằng các anh chị chúng ta hãy hướng theo nó để đảm bảo là những cái khả năng tiếp thu và hiểu cái kiến thức của chương trình nó sẽ tốt nhất. Và các anh chị cũng truyền đạt thông tin này đến tuyến dưới và hệ thống giúp em. Khi mà chúng ta tham gia những cái lớp Zoom của công ty thì hãy tham gia e-learning của công ty để học tập kiến thức. Bởi vì là trên trang e-learning có rất rất là nhiều những kiến thức hữu ích và cơ bản dành cho các anh chị. Ví dụ như là kiến thức về sơ đồ trả thưởng, kiến thức về 3S bán hàng, 3S bảo trợ từ tâm. Và chúng ta đang có thêm rất nhiều những cái lớp đào tạo về các sản phẩm bên Nutrilite thì các anh chị vào đó có thể tìm được những cái kiến thức nền tảng. Khi chúng ta có những kiến thức nền tảng rồi thì chúng ta tham gia những cái lớp Zoom này, học những cái kiến thức sâu hơn và được hỏi đáp để giải đáp những cái thắc mắc mà trên e-learning chúng ta chưa được giải đáp. Thì đó là cái lộ trình mà công ty đưa ra và hy vọng là các anh chị chúng ta sẽ ghi nhớ điều đó cũng như là chia sẻ cho tuyến dưới hệ thống của chính mình. Và đây là cái buổi thứ hai của Hoa hồng cơ bản của Amway. Buổi lần trước thì chúng ta đã được ôn qua một vài cái kiến thức rồi và để bắt đầu cái buổi lần hai này thì chúng ta cần phải được ôn qua những kiến thức của buổi trước để làm cái nền tảng đi tiếp cái phần nội dung tiếp theo. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái phần ôn tập như sau ạ. Buổi trước thì chúng ta đã được chia sẻ và tìm hiểu về các loại hoa hồng của Amway, tức là hoa hồng và thu nhập của Amway chia theo từng tháng và chia theo năm thì sẽ bao gồm những cái loại hoa hồng gì. Hoa hồng và thu nhập theo tháng của nhà phân phối thì chúng ta có là lợi nhuận bán lẻ 15%. Chúng ta có hoa hồng thành tích, hoa hồng ruby, hoa hồng lãnh đạo, hoa hồng hỗ trợ bảo trợ và hoa hồng phát triển hệ thống. Nếu mà phân theo cái kế hoạch và tiền thưởng hoa hồng và tiền thưởng năm thì chúng ta sẽ có cái loại tiền thưởng lãnh đạo Core Plus, PQFQ nếu các anh chị nào đã biết. Ngoài ra thì chúng ta có những cái loại hoa hồng trả theo năm, ví dụ như là hoa hồng Emerald, hoa hồng Diamond, hoa hồng Diamond Plus, phần thưởng tiền mặt 2 lần và ở những cái level cao hơn như là cái tiền thưởng FAA. Nếu mà phân loại hoa hồng dành cho tất cả nhà phân phối hay là phân hoa hồng dành cho lãnh đạo thì chúng ta sẽ chia ra là lợi nhuận bán lẻ 15% và hoa hồng thành tích sẽ dành cho tất cả nhà phân phối. Còn những cái loại hoa hồng khác, ví dụ như là tiền thưởng lãnh đạo Core Plus, PQFQ, hoa hồng Ruby, hoa hồng lãnh đạo, hoa hồng hỗ trợ bảo trợ và hoa hồng phát triển hệ thống. Rồi là các loại hoa hồng cho Emerald Diamond trở lên thì đó là những loại hoa hồng mà dành cho lãnh đạo. Thì để các anh chị có những cái góc nhìn đa chiều hơn về hoa hồng của chúng ta, thay vì chỉ nhìn theo góc độ là tháng năm mà còn đây là góc độ là theo cái mức độ phát triển của các hệ thống nhà phân phối. Ngoài ra thì trong cái buổi học ngày hôm trước chúng ta cũng đã được học về nguồn thu nhập của Amway. Thu nhập của Amway sẽ đến từ đâu? Thu nhập của Amway đến từ ba nguồn, đó là tiêu dùng cho bản thân nhà phân phối, chia sẻ giới thiệu sản phẩm cho ứng viên bên ngoài, cho người thân bạn bè và xây dựng đội nhóm cùng kinh doanh cũng như là cùng sử dụng sản phẩm. Trong buổi trước thì anh cũng có cung cấp cho các anh chị một cái lộ trình phát triển của nhà phân phối mà em vẽ lại thành cái mô hình phát triển như thế này. Tức là đầu tiên chúng ta đang ở mức là dưới 6%, chúng ta là những người tiêu dùng thông minh bởi vì lý do là khi chúng ta có mở thẻ thì chúng ta sẽ được tiết kiệm 15% cái lợi nhuận bán lẻ và chúng ta được mua với giá nhà phân phối. Lúc đó thì chúng ta đang sử dụng sản phẩm tốt và được nhận ưu đãi của Amway là giảm 15%. Sau đó khi mà chúng ta bắt đầu mua đến 600 PV và đạt 6% đầu tiên, lúc này chúng ta đã đặt cái bước chân đầu tiên vào cái nấc thang kinh doanh của Amway. Khi này thì chúng ta sẽ là những người tiêu dùng và thậm chí là chia sẻ sản phẩm. Và thông qua cái việc tiêu dùng và chia sẻ sản phẩm này thì các anh chị có thể được chiết khấu thêm từ những cái hoa hồng thành tích cá nhân. Rồi khi nhà phân phối tiếp tục phát triển mà trên cái mức 6% này nữa và chúng ta tập trung vào cái việc tuyển dụng, chúng ta hướng dẫn tuyển giới cùng chia sẻ và trải nghiệm sản phẩm. Lúc này thì ngoài hoa hồng thành tích cá nhân, hoa hồng thành tích ra thì chúng ta sẽ được nhận thêm cái phần là hoa hồng thành tích chênh lệch.
Và khi hệ thống của chúng ta tiếp tục phát triển hơn nữa, chúng ta vẫn bảo trợ những nhánh ngang và chúng ta bắt đầu hỗ trợ những cái nhánh tiềm năng phía dưới, họ đào sâu hơn. Và khi mà tuyến dưới của chúng ta đạt được đến 21% thì đây là lúc mà chúng ta nhận ngoài hoa hồng thành tích cá nhân, hoa hồng thành tích chênh lệch, thì các anh chị sẽ có cơ hội nhận hoa hồng lãnh đạo hoặc là hoa hồng hỗ trợ bảo trợ. Tiếp đó, khi mà hệ thống của các anh chị nhà phân phối tiếp tục phát triển, chúng ta có thêm nhiều nhánh tách, và đến một cái thời điểm mà chúng ta có ba cái nhánh tách trong cùng một tháng ấy, và chúng ta đào sâu hơn nữa dưới những cái nhánh tách đã tạo ra rồi, lại có những nhà phân phối tách nữa, thì chúng ta sẽ được có cơ hội nhận thêm một cái loại hoa hồng nữa, đấy là hoa hồng phát triển hệ thống. Và ở những cái nấc thang cao hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển kinh doanh và hướng đến những cái nấc thang danh hiệu rất cao. Thì đây là cái lộ trình cơ bản mà hoa hồng trong Amway đang hoa hồng cơ bản của Amway đang hướng đến. Và trong cái buổi này thì Thạch Anh sẽ và cái buổi trước thì Thạch Anh cũng có phân tích cho các anh chị một chút là cấu trúc hệ thống nó sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của nhà phân phối, và chúng ta cũng đã rút ra để những cái kết luận là hoa hồng mà nếu chúng ta xây dựng hệ thống theo chiều rộng, tức là các anh chị tiếp tục bảo trợ những cái nhánh ngang, thì giúp chúng ta sẽ có cơ hội nhận cái loại thu nhập tốt hơn, đặc biệt là thu nhập đến từ hoa hồng thành tích chênh lệch. Còn sau đó khi mà chúng ta phát triển chiều sâu, tức là chúng ta hỗ trợ tuyến dưới bảo trợ thêm, giúp thì lúc đó hệ thống chúng ta sẽ gia tăng cái nền tảng nhà phân phối phía dưới và giúp cho hệ thống là tăng cái tính ổn định. Và kết hợp của hai cái yếu tố là phát triển kinh doanh theo chiều ngang cũng như là theo chiều sâu thì nó sẽ giúp các anh chị là vừa tối đa hóa thu nhập và thông qua đó cũng giúp cho một cái hệ thống kinh doanh nó bền vững hơn nữa. Thì đây là những cái nội dung kiến thức của buổi trước mà chúng ta đã trải qua. Thì xét về cái lộ và cái buổi ngày hôm nay thì là cái buổi dành cho nấc thang lãnh đạo, thì Thầy Canh cũng nhắc lại một lần nữa cái thông tin là chúng ta lên học e-learning để chúng ta có những cái kiến thức cơ bản về buổi hôm nay. Và nội dung ngày hôm nay thì sẽ xoay quanh những cái yếu tố ví dụ như là đạt tháng đủ điều kiện, giá trị điểm nhóm Ruby là như thế nào, lập kế hoạch khi chúng ta có những cái nhánh tách ra sao, cân bằng giữa chiều rộng và chiều sâu phần 2, tức là khi chúng ta lên những cái nấc thang phát triển kinh doanh cao hơn thì cân bằng kinh doanh nó sẽ khác gì so với cái nấc thang mà khi chúng ta đang nhận hoa hồng thành tích. Thứ ba là chúng ta sẽ được tìm hiểu về hoa hồng lãnh đạo cũng như là hoa hồng phát triển hệ thống. Thì mục tiêu của khóa học này sẽ là giúp cho các anh chị hiểu được quyền lợi và thu nhập theo các nấc thang lãnh đạo là như thế nào, và hiểu ý nghĩa đằng sau của những loại thu nhập này là gì, và quan trọng nhất là cái cách tối đa hóa thu nhập từ Amway. Vừa rồi thì chúng ta đã đi qua cái lộ trình tưởng thưởng của nhà phân phối, từ cái mức độ là chúng ta đang là người tiêu dùng cho đến dần dần chúng ta phát triển kinh doanh đến những nấc thang cao hơn. Thì đây là một cái bức tranh kinh doanh mà thấy anh vẽ ra thành một lộ trình kinh doanh rất là lớn mà nhiều anh chị hay nhắc đến là đạt đến cái cấp độ là diamond. Thì những cái cấp độ phát triển kinh doanh của nhà phân phối, khi mà chúng ta đã đạt cái mức hoa hồng thành tích cao nhất là 10.000 PV, rồi đến lúc mà chúng ta đạt diamond như thế nào thì anh sẽ coi như là kể một cái câu chuyện cho các anh chị cùng nghe. Đầu tiên là khi mà chúng ta đang nhận hoa hồng thành tích thì cái mức hoa hồng thành tích cao nhất là 21%, và thông thường thì khi chúng ta đạt 21% lần đầu sẽ là khi mà chúng ta đạt cái mức là 10.000 PV. Thì tại cái thời điểm này nếu các anh chị vượt qua cái xét duyệt danh hiệu của Amway thì chúng ta có cơ hội là chúng ta đạt cái danh hiệu Silver cũng như là chúng ta được nhận mức hoa hồng thành tích cao nhất là 21%, và thông qua đó thì đây cũng có thể là cơ hội để chúng ta được nhận cái tiền thưởng PQ. Bởi vì là nếu mà các anh chị có thể tham khảo thêm cái quyển sổ tay Core Plus à, thì trong đó nó sẽ có chia sẻ về PQFQ, thì các anh chị sẽ thấy là khi mà đạt được Silver thì chúng ta có cơ hội là nhận cái tiền thưởng PQ từ chương trình. Tiếp sau đó, khi một nhà phân phối họ hoàn thành 3 tháng Silver trong một giai đoạn 12 tháng thì lúc này họ sẽ trở thành Gold, và tuy nhiên lúc này thì vẫn là nhận hoa hồng thành tích và cũng vẫn có cơ hội nhận tiền thưởng PQFQ. Khi mà nhà phân phối đạt 6 tháng Silver liên tiếp trong giai đoạn 12 tháng và trong đó có 3 tháng Silver liên tiếp thì các anh chị sẽ đạt nấc thang đầu tiên, đấy là Platinum. Hoa hồng lúc này chúng ta nhận vẫn là hoa hồng thành tích thôi và vẫn có cơ hội nhận cái tiền thưởng PQFQ. Sau đó khi mà chúng ta phát triển hệ thống cao hơn nữa, vào lần đầu tiên chúng ta có một nhánh tách 21% ấy, thì lúc này đây là cơ hội mà chúng ta nhận thêm một cái loại hoa hồng mới, đấy chính là hoa hồng lãnh đạo. Nếu như anh chị nào mà chúng ta kinh doanh rất là tốt, chúng ta phát triển hệ thống và chúng ta đạt được cái mức thành tích cao hơn cả 10.000, đấy là đạt đến cái mức là 20.000 giá trị điểm nhóm Ruby, và lúc này chúng ta chưa có nhánh tách, thì các anh chị hoàn toàn có cơ hội nhận thêm một cái loại hoa hồng nữa, đấy là hoa hồng Ruby. Sau đó khi mà nhà phân phối lên cái nấc thang cao hơn là chúng ta có 12 tháng Silver liên tiếp trong một năm tài chính, thì lúc này các anh chị sẽ có cơ hội là chúng ta trở thành Founder Platinum và nhận thêm những cái loại hoa hồng khác.
ở cái mức độ lớn hơn. Tương tự như vậy thì chúng ta đây sẽ là cái nấc thang mà các anh chị có thể tham khảo sau cái buổi ngày hôm nay ha. Thì ngoài ra thì có lưu ý một chút là ở đây thì anh có khoanh lại cái phần là Platinum mà chúng ta có nhánh tách 21% ấy. Thực ra cái việc chúng ta có nhánh tách nó hoàn toàn có thể xảy ra tại cái bước là chúng ta trở thành Platinum rồi, hoặc thậm chí là có khi lên đến 12 tháng đạt chuẩn chúng ta mới có nhánh tách. Thì đây là cái điểm lưu ý. Và trong cái lộ trình buổi học ngày hôm nay thì sẽ tập trung vào cái cấp độ của chúng ta phát triển là từ mức 10.000 PV cho đến khi mà chúng ta có ba nhánh tách và nhận cái hoa hồng phát triển hệ thống. Thì đây là cái lộ trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với tháng đủ điều kiện. Ý nghĩa của tháng đủ điều kiện là gì? Thông thường thì các anh chị sẽ được nghe nhiều cái thuật ngữ như là tháng đủ điều kiện, tháng đạt chuẩn, tháng Q hay là tháng Silver. Nó đều để chỉ một cái trạng thái là nhà phân phối trong trong cái tháng đó chúng ta sẽ nhận được cái mức thành tích cao nhất là 21%. Tuy nhiên là ngoài những cái nấc thang như thế này ra thì liệu ý nghĩa của tháng đủ điều kiện còn là gì? Thì không biết anh chị nào có thể trả lời giúp em câu hỏi này ạ? Có ai giơ tay trả lời không ạ? Tháng đủ điều kiện ngoài việc là chúng ta được nhận cái mức thành tích 21% cao nhất ra thì còn có ý nghĩa gì không? À, mình thấy có bạn Lợi giơ tay này. Xin chào bạn Lợi. Chúc cha. Bạn có thể trả lời cho chương trình là ý nghĩa của tháng đủ điều kiện ngoài việc là nhà phân phối nhận cái mức thành tích cao nhất là 21% ra thì còn gì nữa không? Dạ em được mở loa đúng không chị? Đúng rồi, mọi người đang nghe đấy Dạ. ạ. Dạ theo nghĩ là mình được tính trên điểm LS là gì? Tính thêm điểm ở iOS. Còn gì nữa không Lợi? Hiện tại thì nghĩ tới đó rồi. Cảm ơn Lợi nhé. Còn anh chị nào chúng ta có đáp án hay không ạ? Low hand của Lợi giúp em ấy. Không có anh chị nào ra đây trả lời câu này ạ? Dạ vâng, thì thôi để chương trình giải đáp đáp án luôn ạ. Cảm ơn bạn Lợi, vừa rồi thì bạn Lợi trả lời cũng tương đối là chính xác. Khi mà chúng ta đạt cái tháng đủ điều kiện thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái điểm du lịch AOS thì đúng rồi. Nhưng mà ở trong đây thì chương trình tổng hợp một vài những cái ý nghĩa của tháng đủ điều kiện, ví dụ như là đạt mức hoa hồng thành tích 21% như vừa rồi thì anh nói, nhà hoa hồng nhận mức hoa hồng tối đa và giúp nhà phân phối tối đa hóa các loại hoa hồng và có cơ hội nhận tiền thưởng PQFQ. Lý do là giả sử khi mà chúng ta đạt 10.000 giá trị điểm nhóm mà chúng ta không có nhánh tách thì đây cũng sẽ là cơ hội chúng ta nhận được cái tiền thưởng PQ của chương trình của Amway, hoặc là đây sẽ là cơ sở để nhà phân phối được công nhận các nấc thang danh hiệu. Cách để chúng ta tạo ra tháng đủ điều kiện thì như sau. Chúng ta sẽ có 3 cách để đạt tháng đủ điều kiện. Cách thứ nhất là đạt 10.000 giá trị điểm nhóm PV. Cách thứ hai là chúng ta có một nhánh tách 21% và giá trị điểm nhóm lúc này đạt tối thiểu là 4.000 PV. Và cách thứ ba là chúng ta đạt ít hơn 4.000 điểm nhóm. Giá 4.000 điểm nhóm mà chúng ta có hai nhánh tách 21%. Thì đây là ba cái trường hợp mà chúng ta có thể đạt một cái tháng đủ điều kiện. Và ở đây nói vừa rồi chúng ta có nói là tháng đủ điều kiện sẽ là cơ sở để tất cả các anh chị nhà phân phối chúng ta được công nhận những cái nấc thang danh hiệu. Thì ở đây là cái phần mà thầy anh giới thiệu qua. Trong phần chat thì có ai đó đang chat đúng không ạ? Ok, quay lại cái nội dung về tháng đủ điều kiện nhé. Thì như vừa rồi thầy anh có chia sẻ, khi mà các anh chị đạt một tháng đủ điều kiện trong giai đoạn là 12 tháng thì chúng ta sẽ là đạt được danh hiệu Silver. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải vượt qua những cái tiêu chí về xét duyệt danh hiệu của Amway. Rồi, trường hợp thứ hai là và nấc thang tiếp theo là khi chúng ta tiếp tục duy trì được có đến 3 cái tháng đủ điều kiện trong một giai đoạn 12 tháng tính từ cái tháng mà chúng ta đạt Q đầu tiên thì chúng ta sẽ hoàn thành cái danh hiệu là Gold. Và khi mà chúng ta đạt được 6 tháng đủ điều kiện trong đó có 3 tháng liên tiếp và diễn ra trong giai đoạn 12 tháng thì đây sẽ là thời điểm mà chúng ta đạt được cái nấc thang lãnh đạo đầu tiên, đấy là danh hiệu Platinum lần đầu. Còn bên cạnh đó, khi mà chúng ta đạt được cái danh hiệu tái đạt danh hiệu
Sorry, các anh chỉnh nội dung ở đây cho chính xác này, anh chỉnh lại. Trường hợp khi mà chúng ta đã trở thành một Platinum rồi thì chúng ta cần quan tâm đến một cái khái niệm nữa, đấy là tái đạt danh hiệu Platinum. Thì nếu mà trong trong một cái năm tài chính, tức là bắt đầu từ tháng 9 của năm này cho đến tháng 8 của năm sau, nếu chúng ta có 6 tháng bất kỳ đạt 21%, tức là đạt tháng Q, thì lúc này chúng ta sẽ tái đạt danh hiệu Platinum. Lúc này, bây giờ thì anh muốn đặt một câu hỏi là ai có thể phân biệt giúp thầy anh là cái việc đạt danh hiệu Platinum lần đầu và tái đạt danh hiệu Platinum thì nó khác nhau như thế nào? Có ai xung phong trả lời câu này không ạ? Alo? À, thấy có anh Hùng giơ tay rồi, xin mời anh Hùng ạ. Vâng, chào cô. Chào quản viên ạ. Dạ dạ. Cái đạt danh hiệu Platinum lần đầu đó là mình sẽ là có 3 tháng liên tục trong năm tài chính và 3 tháng bất kỳ. Còn cái mà tái đạt đó là trong năm tài chính đó mình sẽ có 6 tháng bất kỳ trong năm tài chính, từ cái tháng 9 năm nay cho đến tháng 8 năm sau. Nó có 6 tháng bất kỳ mà mình đạt được tháng kia là mình sẽ đạt được tái đạt Platinum mới cô. Dạ, yeah. Anh có chắc về câu trả lời của mình không? Dạ, chắc chắn đúng rồi cô. Rồi, bây giờ anh có thể dõng dạc tuyên bố lại với chương trình đi, là đạt Platinum lần đầu và tái đạt Platinum thì nó khác nhau như thế nào, phân biệt giúp em lại được không ạ? Dạ, đạt Platinum lần đầu là mình sẽ có 3 tháng liên tục trong năm tài chính đó với 3 tháng bất kỳ. Còn yeah, tái đạt là mình có 6 tháng bất kỳ trong năm tài chính. À, rồi, xin cảm ơn anh. Thực ra thì câu trả lời của anh thì nó chưa chính xác lắm. Nó trong một số tình huống nó vẫn có thể đúng, nhưng mà hiện tại thì theo đúng cái nguyên tắc mà đạt danh hiệu của Amway thì nó chưa bao trùm hết các tình huống. Cho nên là chắc là em sẽ xin mời chị Kim Liên trả lời đi. Em vừa thấy chị Kim Liên comment trong group chat ạ. Lát nữa em sẽ quay lại với anh Hùng nhé. Em thấy có chị Kim Liên mã là 2484768 à? Xin mời chị Kim Liên à? Dạ, giọng em không được tốt à? Vâng, em vẫn nghe được, chị cứ nói đi à? Dạ, đó là năm đầu là mình chỉ lần đầu đạt Platinum là không cần nằm trong năm tài chính, chỉ cần đạt 6 tháng, nhưng trong đó là có 3 tháng liên tiếp. Còn lần tái đạt Platinum là chỉ cần có 6 tháng đạt chung, không cần phải có 3 tháng liên tiếp, nhưng phải nằm trong năm tài chính. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời vô cùng chính xác của chị Liên ạ. Các anh chị khác, nếu mà chúng ta nghe rõ câu trả lời thì chúng ta dành một tràng pháo tay cho chị Liên bằng cách là chúng ta comment số 2 vào trong khung chat nhé. Câu trả lời của chị Liên rất chính xác rồi ạ. Rồi, thì em xin nhắc lại một lần nữa là khi mà chúng ta đạt cái danh hiệu Platinum lần đầu tiên á, thì giống như chị Liên nói, nó chỉ cần diễn ra trong giai đoạn là 12 tháng, chứ không phải là một năm tài chính đâu các anh chị. Đạt Platinum lần đầu chỉ cần trong giai đoạn 12 tháng, và tính từ cái tháng đầu tiên mà chúng ta được công nhận cái tháng đạt chuẩn. Và trong đó dĩ nhiên không thể bỏ qua cái tiêu chí là chúng ta có 3 cái tháng đạt chuẩn liên tiếp. Còn đối với trường hợp mà chúng ta tái đạt danh hiệu Platinum thì nó phải diễn ra trong một năm tài chính. Và trên màn hình đây thì anh cũng đã ghi rất rõ ràng, tái đạt danh hiệu Platinum phải là một năm tài chính. Và lúc này thì chúng ta có 6 tháng kêu bất kỳ, không cần quan tâm đến tiêu chí là có 3 tháng liên tiếp nữa hay không. 6 tháng bất kỳ là được ạ. Cho nên chúng ta để ý đến hai yếu tố. Thứ nhất là khoảng mốc thời gian. Đạt Platinum lần đầu sẽ là giai đoạn 12 tháng. Còn tái đạt danh hiệu Platinum phải xét trong năm tài chính. Với đạt Platinum lần đầu sẽ yêu cầu có 3 tháng kêu liên tiếp. Nhưng mà với tái đạt danh hiệu Platinum thì chỉ cần 6 tháng đạt chuẩn bất kỳ là được. Xin cảm ơn chị Liên cho câu trả lời vừa rồi ạ. Và đó cũng là cái đáp án mà em muốn chia sẻ với anh Hùng. Thì thông qua cái này hy vọng rằng là anh cũng đã ghi nhớ về cái cách thức để chúng ta đạt và tái đạt danh hiệu Platinum. Có thêm một cái nấc thang nữa về tháng Q sẽ hỗ trợ chúng ta, đó là khi mà chúng ta đạt 12 tháng Q trong một năm tài chính, hoặc là chúng ta có giá trị điểm tương đương là 144.000 hoặc là 120.000 giá trị điểm nhóm, thì chúng ta sẽ đạt danh hiệu là Order Platinum. Và cái việc tái đạt thì cũng diễn ra tương tự luôn. Thì đó là những cái ý nghĩa của cái tháng đạt chuẩn. Thì xin nhắc lại một lần nữa là khi mà chúng ta đạt tháng đạt chuẩn ấy, ngoài cái việc các anh chị nhận cái mức hoa hồng thành tích 21% cao nhất, có cơ hội nhận cái hoa hồng ở mức cao nhất, thì
cũng là khi mà chúng ta sẽ đặt những cái nấc thang đầu tiên cho nền móng lên danh hiệu trong Amway. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nội dung thứ hai, đấy là giá trị điểm nhóm Ruby. Khá là nhiều anh chị khi mà nhắc đến giá trị điểm nhóm này sẽ nhớ đến hoa hồng Ruby. Nhưng mà trên thực tế thì nhà phân phối có thể đạt được cái giá trị điểm Ruby này trong mọi hoàn cảnh, và thậm chí là khi mà chúng ta chưa đạt 20.000 chúng ta cũng đã có giá trị điểm nhóm Ruby rồi. Và về mặt lý thuyết thì giá trị điểm nhóm Ruby sẽ bao gồm là giá trị điểm cá nhân, tức là chúng ta tự tiêu dùng hoặc là tự mua hàng và chia sẻ cho khách hàng và mua mã số của chính mình, cộng với những cái giá trị điểm chuyển tiếp từ những cái nhánh mà chưa đạt cái mức hoa hồng thành tích 21%. Trong này lưu ý là giá trị điểm nhóm Ruby sẽ không bao gồm giá trị điểm chuyển tiếp của nhánh Platinum hiện tại, dù nhánh này có đạt 21% thành tích trong một tháng hay không. Bên trên màn hình đây thì có cái sự minh họa cho giá trị điểm nhóm Ruby, các anh chị có thể nhìn thấy. Tức là chúng ta có một nhà phân phối mà bên dưới có rất nhiều những cái tuyến dưới nhỏ nhỏ. Và trong này thì chị nhà phân phối này họ có một tuyến dưới là đang là Platinum hiện tại, cộng với một tuyến dưới là đã đạt mức là 21%. Ngoài ra thì chị có ba cái nhánh nhỏ khác mà đang đạt mức là dưới 21%. Lúc này thì giá trị điểm nhóm Ruby của chị ấy sẽ được tính bằng là giá trị điểm tiêu dùng cho cá nhân cộng với giá trị điểm thứ ba cái tuyến dưới mà đang không đạt cái mức 21% giống như trên hình. Thì không biết là có anh chị nào chúng ta tự hỏi là tại sao Amway lại không tính cái giá trị điểm nhóm của nhánh Platinum hiện tại vào trong giá trị điểm nhóm Ruby dù cái nhánh này không đạt 21% hay không? Có anh chị nào có thể trả lời câu hỏi này không ạ? À, em thấy anh Hùng có nhắn là cảm ơn giảng viên và chị Liên. Rồi, bây giờ có ai có thể xung phong trả lời giúp em không ạ? Tại sao công ty lại không đặt cái yếu, tại sao công ty lại loại bỏ cái phần giá trị điểm nhóm từ những cái nhánh Platinum hiện tại khỏi giá trị điểm nhóm Ruby? Có ai có thể trả lời giúp em câu hỏi này không ạ? Em thấy có một anh chị đang giơ tay này. À, em thấy có anh Tường, xin mời anh Tường ạ. À, xin chào các anh chị. Vâng, xin chào anh. Tôi xin trả lời câu hỏi là vì một Platinum là họ có một cái công việc kinh doanh nó độc lập rồi, nó tách ra rồi, cho nên là không có được tính cái giá trị điểm của họ vào. Dạ, vâng, câu trả lời vô cùng chính xác. Như anh Tường nói rất là chính xác à. Khi mà chúng ta là một Platinum thì Platinum đã được công nhận là nấc thang lãnh đạo trong Amway, và lúc này Amway tin tưởng và công nhận cái chúng ta có một cái kinh doanh độc lập rồi. Thì khi đó những cái nhà phân phối tuyến trên của các Platinum này lúc này thì họ cần phát triển thêm những cái nhánh ngang khác, rồi xây dựng những cái đội nhóm cân bằng của mình, tức là những cái nhánh chưa đạt 21%, thay vì cái việc trông chờ và cái việc là cái nhóm dưới Platinum này họ không đạt chuẩn thì họ đẩy điểm lên. Thì đấy là cái lý do mà Amway rất hy vọng là các anh chị chúng ta sẽ độc lập hơn và chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc là xây dựng phát triển những cái nhánh kinh doanh khác, đồng thời là hỗ trợ cho cái nhánh Platinum này họ được kinh doanh một cách độc lập, thay vì chúng ta chờ đợi cho đến khi họ không đạt chuẩn họ đầy điểm lên cho chúng ta ha. Thì giá trị điểm nhóm Ruby lúc này thì nó sẽ có cái ý nghĩa gì? Giá trị điểm nhóm Ruby sẽ có hai cái ý nghĩa lớn. Đây là nó sẽ là cơ sở để xác định tháng PQ. Bởi vì các anh chị nhớ lại một chút là chúng ta không biết là có anh chị nào chúng ta đã tham gia những cái lớp về kế hoạch trả thưởng đặc biệt mới chưa, thì chúng ta sẽ thấy là cái tiền thưởng PQ nó được xác định trên cơ sở là tháng đó chúng ta có đạt cái tháng PQ hay không, và tháng PQ thì nó được xác định trên cơ sở là giá trị điểm nhóm Ruby. Thành ra là việc chúng ta hiểu về giá trị điểm nhóm Ruby sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội là tối đa hóa và sẽ nhận được những loại hoa hồng từ tiền thưởng đặc biệt Top Plus. Bên cạnh đó thì giá trị điểm nhóm Ruby sẽ là cơ sở để Amway trả thưởng cho cái hoa hồng Ruby, tức là hoa hồng cơ bản. Và ở trên đây thì có một cái ví dụ là giá trị điểm nhóm Ruby của nhà phân phối tháng này đạt 20.000. Amway sẽ trả 2% trên cái giá trị điểm nhóm Ruby này, và lúc này thì trong tháng đó nhà phân phối sẽ có cơ hội nhận được là 10.080.000. Đây là còn một con số là trên cơ sở là 1 PV sẽ bằng 25.200. Thì đây là hai cái ý nghĩa của giá trị điểm nhóm Ruby, là lý do tại sao mà chúng ta cần hiểu hơn về giá trị điểm nhóm Ruby.
Thì dưới đây thì anh có một cái ví dụ nho nhỏ để các anh chị tìm hiểu lại về giá trị điểm nhóm Ruby. Thì trong này có anh chị nào có thể trả lời giúp thầy anh là cái giá trị điểm cá nhân của nhà phân phối ở đây là bao nhiêu, giá trị điểm nhóm Ruby là bao nhiêu và giá trị điểm nhóm là bao nhiêu như trên hình không ạ? Có ai giơ tay không ạ? À, là bạn Lợi, xin chào Lợi. Dạ chị ơi, cho em xin lại câu hỏi là em nói rõ hơn được không ạ? Ừ, câu hỏi của chị là giá trị điểm cá nhân của nhà phân phối A trong trường hợp này là bao nhiêu? Giá trị điểm nhóm là bao nhiêu và giá trị điểm Ruby là bao nhiêu? Dạ, em hỏi trả lời câu hỏi đầu tiên là giá trị điểm nhóm của nhà phân phối A là 200 BV. Nhóm hay cá nhân? Nhóm hả chị? Cá nhân, giá trị điểm cá nhân của nhà phân phối A là 200 BV. Đúng rồi. Còn giá trị điểm dạ. nhóm là gì? À, giá trị điểm nhóm của nhà phân phối A là tí cậu cho em nói gì hết cậu dạ 200 300. Thôi bây giờ thế này đi, mình không cần cộng, Lợi chỉ cần nhìn trên màn hình và chỉ cho chị xem là đâu là giá trị điểm nhóm của nhà phân phối là được. Dạ em là 8.500 chị. Ừ, nó sẽ đến từ những nhà phân phối nào? Là nhà phân phối A là điểm cá nhân của mình. Rồi, và nhà phân phối A phẩy là bạn và khách hàng nhà phân phối. Rồi. Rồi nhà phân phối C là 2.000 và nhà phân phối B là 3.000 là 8.500. Có thiếu gì không? Nhà phân phối D. Dạ không. Tại vì nhà phân phối D đã đạt 21% rồi nên không được tính vào. Thế thì bây giờ nhắc lại nhá, giá trị điểm nhóm của A sẽ được tính từ những nhánh nào nào? A phẩy, B và C. B, C. Có tính E không? Dạ. Có tính E và giá trị điểm nhóm của A không? Dạ không, tại vì E đã là Latinum rồi chị, nên không được nhắc tính về giá trị điểm nhóm. Thôi, tiếp tục. Cho dạ đấy. Chị nghĩ kỹ nhá. Dạ đúng rồi. Nghe không? Rồi thế giá trị điểm nhóm Ruby của em thì tính từ những nhà phân phối nào? Cái giá trị điểm nhóm, ai giá trị điểm nhóm không chị? Giá trị điểm nhóm là em lộn rồi, em lộn. Em đang nói giá trị điểm nhóm Ruby. Ruby rồi. Là 8.500, còn tổng giá trị điểm nhóm á của A luôn á là 8.500 cộng với 5.000. 8.000 là 9.000, 9.000 và 11.000 là tổng giá trị điểm nhóm của A là 20.000. Và giá trị điểm Ruby của nhóm A là 8.500. Thôi, bây giờ thế này đi, chị sẽ hỏi lại xem là chị có ghi nhận đúng cái câu trả lời của em không nha. Dạ. Giá trị điểm cá nhân của A là đến từ tiêu dùng cá nhân của A là 200 BV. Dạ. À, giá trị điểm nhóm cá nhân của A. Cá nhân đúng chưa? Cá nhân là anh nhầm là 500 vậy, 500 không phải 200, 500 500 là chính xác nhất rồi. 500 là đến từ A và là 200 là khách hàng nhà phân phối A phải 300 đúng không? Đúng rồi, là cộng lên liền luôn. Rồi chính xác. Giá trị điểm nhóm của A là cộng từ những là A này cộng với A phẩy này cộng với cộng C B. này cộng với B và cộng với E đúng không? Cộng với D nữa. Có à, không được. Không cộng A, không cộng D. Đúng rồi, phải không cộng D bởi vì D đã đạt mức 21% thì sẽ không đẩy điểm lên nữa nhé. Dạ đúng rồi. Giá trị điểm nhóm Ruby thì bằng giá trị điểm nhóm và chỉ cần trừ đi cái phần của E này thôi bởi vì E đang là nhà phân phối Platinum hiện tại. Có trừ luôn D không chị? Trừ luôn D. À, giá trị điểm nhóm thì đã không bao gồm D rồi. Đúng rồi, dạ. Nên là giá trị điểm Ruby thì sẽ bằng giá trị điểm nhóm và loại trừ đi cái phần của E là xong. Đúng chưa? Dạ đúng rồi chưa? Đúng đúng không? Dạ rồi. Thực ra thì nó không có gì phức tạp đâu. Cái điểm Ruby này thì chúng ta chỉ cần hiểu về mặt nguyên tắc thôi chứ không cần phải tính toán, bởi vì bản chất là Amway đã có sẵn cái hệ thống để có thể tính cho mình rồi. Xin cảm ơn Lợi về cái câu trả lời vừa rồi nha. Ví dụ này chỉ để nhấn mạnh lại cho các anh chị một chút, tức là
Ở đây cái giá trị điểm nhóm của nhà phân phối A này ấy, nó sẽ cộng tất cả các nhà phân phối ở đây, ngoại trừ cái trường hợp D là đạt 21% thì họ sẽ không được chuyển tiếp điểm lên tuyến trên nữa. Cho nên giá trị điểm nhóm lúc này sẽ bao gồm cả cái nhà phân phối E này luôn, là mặc dù họ đang là Platinum hiện tại nhưng mà tại cái thời điểm tháng này họ chỉ đạt có 5.000 thì chưa đạt mức thành tích 21%, thành ra là điểm nó sẽ đẩy lên cho nhà phân phối A. Tuy nhiên là giá trị điểm nhóm Ruby thì sẽ không bao gồm cái 5.000 này của nhà phân phối E. Lý do là bởi vì như như chúng ta vừa mới bàn bạc lúc trước, tức là Amway mong muốn rằng các anh chị sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái nhà phân phối Platinum hiện tại họ phát triển kinh doanh một cách độc lập và tái đạt các tháng đạt chuẩn. Còn bản thân chúng ta thì cần phải chủ động hơn nữa, xây dựng cái kinh doanh theo chiều ngang cũng như là hỗ trợ những cái nhánh mà họ đang chưa đạt 21%. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ gia tăng cái doanh số của mình thay vì cái việc là chúng ta trông chờ cái nhánh Platinum hiện tại này họ không đạt 21%, họ đẩy điểm lên để chúng ta nhận cái mức thành tích cao hơn. Thì đấy không phải là cái phát triển kinh doanh, mà lúc đó thì thậm chí là kinh doanh của chúng ta còn đang thụt lùi cơ. Ở dưới này thì có một cái bảng để các anh chị phân biệt như thế nào là một Platinum hiện tại. Tại vì chúng ta nói về Platinum hiện tại rất là nhiều, nhưng mà có nhiều anh chị vẫn không biết làm thế nào là ghi nhận đâu là Platinum hiện tại. Thì ở đây có một vài cái ví dụ mà các anh sẽ giải thích cho các anh chị như thế nào là một Platinum hiện tại nhé. Em ví dụ như trong cái mô hình này đi, chúng ta đang xét trong năm tài chính 2018 và năm tài chính 2019. Thì có một nhà phân phối L, họ đạt cái tháng đạt chuẩn đầu tiên vào tháng 5 của năm 2018. Sau đó các anh chị nhìn thấy này, trong giai đoạn từ tháng 5 cho đến đến tháng 6 của năm 2019, tức là một giai đoạn 12 tháng, à đến tháng tháng 4 năm 2019, đấy là giai đoạn 12 tháng, họ đã đạt đủ 6 tháng đạt chuẩn, và trong đó thì có 3 tháng đạt chuẩn liên tiếp là tháng 5, tháng 6, tháng 7. Lúc này thì nhà phân phối sẽ đạt đạt cái danh hiệu Platinum lần đầu tiên. Và lúc mà họ được công nhận tháng Platinum là lúc mà họ vào tháng 2 này này, khi họ hoàn thành cái tháng Platinum thứ 6. Vậy thì cho thấy anh hỏi là nhà phân phối này đã lên danh hiệu Platinum vào thời điểm nào và Amway sẽ công nhận nhà phân phối là Platinum trong cái giai đoạn nào? Ai có thể trả lời câu hỏi này được không ạ? Có anh chị nào chúng ta trả lời câu hỏi này được không ạ? Nhà phân phối L lên Platinum vào thời điểm nào? À, em thấy có lãnh đạo Bích Vân giơ tay ạ. Xin mời chị. Dạ em Alo. chào chị. Dạ sẽ đạt là lên tháng 2 2019 nè. À, họ lên vào tháng 2 của 2019 đúng không chị? Dạ đúng rồi chị. Dạ vâng. Vậy cho em hỏi là nhà phân phối này được công nhận là Platinum trong năm 2019, vậy thì sang 2020 họ có được công nhận là Platinum hay không? Nếu như mà họ nếu mà họ đạt được chuẩn thì họ sẽ đạt được nữa. Ấy ấy là chị hỏi sao? Ấy là chị hỏi sao em chưa hiểu. Em hỏi cái trường hợp nhà phân phối L này này, với cái cách thức mà họ lên Platinum như thế này thì liệu trong năm 2020 họ có là Platinum hay không và lý do vì sao? À, nếu như mà họ đạt liên tiếp tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. À, họ đạt luôn 6 tháng nữa thì họ có thể là họ được lên họ được Được. tái đạt. Đấy, tái đạt Platinum. Rồi bây giờ em hỏi chị thêm một câu nữa nha. Tái đạt Platinum có phải chúng ta xét trong một năm tài chính hay không? Tái đạt là trong một năm tài chính bất kỳ chứ không cần liên tiếp chị. Đúng rồi. Vậy thì trong năm tài chính 2020, nhà phân phối này đang có bao nhiêu tháng Q rồi? À, 20 thì người ta được 3 tháng. 2019, 2019. 2019 thì người ta đạt được 3 tháng đúng không chị? Đúng rồi, họ được 3 tháng là tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Vậy thì lúc này họ cần thêm bao nhiêu tháng Q nữa để họ tái đạt danh hiệu Platinum? À, chỉ cần là 3 tháng nữa thôi phải không chị? Đúng rồi, rất chính xác ạ. À. Nhà phân phối này chỉ cần thêm 3 tháng Q nữa thôi là họ sẽ tái đạt danh hiệu Platinum. Thì tuy nhiên là trong cái trường hợp này thì nhà phân phối L lại không có thêm 3 tháng Q cho đến hết năm tài chính 2019. Đấy là lý do mà cho đến hết năm tài chính 2019 họ không tái đạt Platinum. Thành ra là sang năm tài chính 2020 lúc này họ không còn là một Platinum nữa rồi. À, Đúng không ạ? À? Cho đúng nên đúng. là lúc đó nếu chúng ta có một tuyến dưới như vậy thì trong năm tài chính 2020 này chúng ta không cần quan tâm là điểm của họ có được tính vào PV hay vào giá trị điểm nhóm Ruby hay không, bởi vì họ không là Platinum rồi thì lúc đó điểm họ sẽ được tính lên giá trị điểm nhóm Ruby của mình, có đúng không ạ? À? Có đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị. À? Rồi, chị Vân có tự tin để trả lời câu hỏi cho trường hợp tiếp theo không?
Dạ chị cứ hỏi, chị hỏi em biết đâu em trả lời đó để học thêm chị. Dạ vâng, ok. Vậy thì mình sẽ bắt đầu với trường hợp thứ hai nhé. Cái nhà phân phối M này thì họ đạt được mấy tháng Q và có nằm trong giai đoạn 12 tháng không ạ? M này được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tháng Q. Và diễn ra trong giai đoạn bao nhiêu lâu đây ạ? Từ tháng 5 cho đến... Dạ, cái người M này là được tái đạt Platinum luôn nè chị. Dạ đúng rồi, họ lên Platinum lần đầu là khi nào ạ? Dạ, Platinum là từ tháng tháng 2. Đúng nhưng rồi ạ. Tiếp được 3 tháng nữa là ta đã tái đạt luôn đúng không chị? Đúng rồi, rất chính xác ạ. Vậy thì trong trường hợp này, năm 2020 họ có phải là Platinum không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, khi một nhà phân phối họ lên danh hiệu trong năm tài chính trước thì sang năm tài chính sau họ vẫn sẽ là Platinum cho đến hết năm tài chính. Lý do là việc tái đạt danh hiệu của Amway được xét trong một năm tài chính. Cho đến khi chưa kết thúc năm tài chính đó thì họ vẫn đang được công nhận danh hiệu hiện tại. Đúng không ạ? Dạ. Cho nên là trường hợp M là chính xác. Vậy thì em sẽ hỏi thêm hai trường hợp bên phía dưới nhé. Dạ. Trường hợp của nhà phân phối N này thì sao? Họ có là Platinum trong năm 2020 hay không? Dạ, đạt chị. Đạt Platinum lên đầu tiên chị. Đúng rồi, họ đạt vào tháng 8 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, cho nên là sang năm 2020 họ sẽ vẫn còn là Platinum. Miễn là chưa kết thúc năm tài chính đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Trường hợp nhà phân phối O bên dưới thì sao ạ? À, nhà bên dưới là tháng 9. Em thấy các anh chị khác comment rất là tích cực luôn ạ. À. Dạ, ở dưới là không có đạt chị ạ. À. Lý do là vì là gì ạ? Lý do là người ta chỉ đạt chuẩn có 4 tháng thôi chị. Đúng rồi ạ. 18 thôi chứ qua 19 người ta không đạt được chị. Dạ đúng rồi. Khi mà họ không phải là Platinum của 2019 và cũng không có tái đạt thì lúc này họ không phải là Platinum trong năm 2020 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Lý do à? Vâng, xin rất cảm ơn chị Vân nhé. Cảm ơn cho chị cái phần chia sẻ vừa rồi và cảm ơn tất cả các anh chị khác, chúng ta đã rất tích cực comment vào trong khung chat. Tại sao mà anh hỏi lại cái phần này? Bởi vì là để cho các anh chị ôn lại một lần nữa việc chúng ta đạt và tái đạt danh hiệu Platinum và thông qua đó sẽ có xác định là đâu là một Platinum và đâu không phải là Platinum, thì khi đó các anh chị mới xác định cái giá trị điểm nhóm Ruby chính xác. Thì theo cái ví dụ vừa rồi, hy vọng là các anh chị đã hiểu. Thì dưới này sẽ có một vài cái ví dụ nhìn sâu hơn để các anh chị có thể hiểu như thế nào là một Platinum đạt chuẩn và không đạt chuẩn nhé. Rồi, vừa rồi là cái phần lý thuyết về giá trị điểm nhóm Ruby cũng như là cách thức chúng ta xác định giá trị điểm nhóm Ruby. Tuy nhiên là như thế anh đã nói từ đầu, cái việc mà chúng ta hiểu cái đó chỉ để chúng ta nắm nguyên tắc để chúng ta xây dựng kinh doanh, chứ không phải để các anh chị ngồi cộng cộng trừ trừ điểm đâu ạ. Bởi vì là bản chất thì Amway đã có sẵn những cái hệ thống để theo dõi cái giá trị điểm nhóm Ruby cho các anh chị rồi. Ví dụ như là nếu các anh chị biết chúng ta có một hệ thống gọi là hệ thống MyBe, thì chúng ta đi vào cái đường link là myb.amway.com. Vào đây thì ngay trong cái trang giao diện ban đầu các anh chị sẽ nhìn thấy là các thông số, ví dụ như là phần trăm thành tích của chúng ta trong tháng này là gì, giá trị điểm nhóm cá nhân, và đặc biệt là có theo dõi luôn giá trị điểm nhóm Ruby dành cho các anh chị. Cho nên mình không cần mất công tính đâu, mình chỉ cần hiểu nguyên tắc thôi. Hoặc là nếu các anh chị nào chúng ta có vào cái trang amway2u.com.vn thì chúng ta sẽ thấy có một cái mục là co plus ở đây này, co cộng này này. Khi vào giống như trên màn hình em đang vẽ này thì có cái nút co cộng, chúng ta bấm vào đây xong rồi chúng ta có thể kiểm tra được cái tình hình giá trị điểm nhóm Ruby của mình nhé, không cần tính toán gì đâu ạ. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta đã đi qua cái hiểu biết về giá trị về tháng đạt chuẩn này, hiểu về giá trị điểm nhóm Ruby rồi, thì khi mà hệ thống của chúng ta phát triển kinh doanh hơn nữa thì sẽ đến lúc mà chúng ta có cái nhánh tách 21% bên dưới. Lúc này thì câu hỏi đặt ra là chúng ta cần chuẩn bị gì? Thì xin mời các anh chị chúng ta cùng xem một cái video tiếp theo nhé. Là một lãnh đạo, bạn phải dành thời gian và nỗ lực để giúp cho tuyến dưới của bạn. Là một lãnh đạo, bạn phải dành thời gian và nỗ lực để giúp cho tuyến dưới của bạn xây dựng kinh doanh. Khi tuyến dưới của bạn lần đầu tiên đạt mức hoa hồng thành tích 21%, thì nhánh này sẽ được gọi là nhánh đủ điều kiện. Và thật tuyệt vời nếu bạn có nhiều nhánh đủ điều kiện. Điều đó có nghĩa là kinh doanh của bạn đang tăng trưởng.
và bạn có thể bắt đầu nhận thêm các loại hoa hồng khác. Ví dụ như hoa hồng lãnh đạo hàng tháng, bạn nên chuẩn bị kế hoạch khi hoạt động kinh doanh tăng trưởng và các nhánh đủ điều kiện bắt đầu tách. Bởi vì khi có một nhánh đủ điều kiện, bạn sẽ không được nhận doanh số chuyển tiếp hay nhận hoa hồng thành tích chênh lệch từ nhánh này nữa. Vì thế, bạn nên làm gì để chuẩn bị? Thứ nhất, hãy tăng số lượng nhà phân phối trong nhóm của bạn, xây dựng chiều rộng bằng cách tiếp tục bảo trợ nhà phân phối mới tạo doanh số. Thứ hai, hãy duy trì thành tích cá nhân của bạn. Khi có một nhánh đạt 21%, bạn cần có ít nhất 4.000 giá trị điểm nhóm để tiếp tục đạt tháng đủ điều kiện. Hãy làm việc với các nhánh dưới 21% để tăng doanh số từ các nhánh này và đóng góp vào giá trị điểm nhóm của bạn. Thứ ba, hãy huấn luyện và đào tạo cho đội nhóm của bạn về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Điều này sẽ giúp kinh doanh của bạn tiếp tục đạt mức 10.000 giá trị điểm nhóm và cao hơn nữa. Vì sao lại như vậy? Bởi vì xây dựng cấu trúc kinh doanh rộng hơn sẽ cho bạn tiềm năng đạt hoa hồng thành tích chênh lệch cao hơn. Đạt doanh số tối đa sẽ đảm bảo bạn được nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần và giúp bạn thỏa điều kiện của các loại tiền thưởng đặc biệt khác. Khi tuyến dưới của bạn đạt Silver Producer, họ đang trên con đường trở thành nhà phân phối lãnh đạo. Hãy hỗ trợ họ đào tạo đội nhóm xây dựng kinh doanh bền vững, cân bằng để trở thành Platinum. Sau đó cứ tiếp tục như vậy với các nhánh đang tăng trưởng khác. Bạn sẽ phát triển kinh doanh, nhận hoa hồng và tiền thưởng nhiều hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài liệu từ Amway và trao đổi với tuyến trên của bạn. Ok, vừa rồi là cái video về chuẩn bị gì khi cần khi mà chúng ta có nhánh đạt chuẩn, thì không biết là các anh chị nào chúng ta đã để ý video vừa rồi, chúng ta rút ra được những cái kết luận gì trong này ạ? Các anh chị nào xung phong trả lời không ạ? À, lại là bạn Lợi à, xin chào Lợi. Dạ rồi, em rất là cảm ơn chị cho em biểu ạ. À, khi em theo em thì bản thân em ngộ ra một điều, đó chính là khi mình giúp một nhánh lên 21% thì bản thân mình phải tiếp tục xây dựng những nhánh ngang và nhánh mới để mình tiếp tục xây dựng phát triển hệ thống của mình, để mình tiếp tục gọi là để nhận hoa hồng được lãnh đạo toàn phần nhiều hơn. Cảm ơn Lợi nha, rất là nhiệt tình và câu trả lời cũng rất là chính xác ạ. Còn ngoài ra còn có thông tin gì nữa không? Bạn nghĩ là dạ. Không có câu trả lời tiếp thì cũng không sao đâu. Rồi ok, cảm ơn Lợi nha. Thì vừa rồi là bạn Lợi có một cái phát biểu rất là chính xác và thì anh sẽ phân tích nhiều hơn về cái video này cho anh các anh chị nhé. Khi mà chúng ta có cái nhánh đủ điều kiện á thì các anh chị lưu ý rằng đây là cái thời điểm mà kinh doanh của chúng ta đang tăng trưởng và nhà phân phối có cơ hội nhận thêm các loại hoa hồng khác, giống như bạn Lợi nói là hoa hồng lãnh đạo. Và lưu ý ở đây là khi mà cái nhánh đạt 21% rồi á thì cái nhánh đó chúng ta sẽ không được nhận cái doanh số chuyển tiếp lên nữa. Và hoa hồng thành tích chênh lệch từ nhánh này cũng sẽ không có, lý do là khi tuyến dưới đạt 21% thì chúng ta cũng sẽ đạt 21%, tuyến trên tuyến dưới có mức hoa hồng thành tích bằng nhau thì sẽ không phát sinh được hoa hồng thành tích chênh lệch nữa. Thấy có nhiều anh chị đang khác đang comment là tiếp tục phát triển chiều rộng và chiều sâu, phát triển bền vững. Xin cảm ơn tất cả các anh chị nhé. Thì khi mà chúng ta có nhánh đạt chuẩn này chúng ta cần làm gì? Thứ nhất là chúng ta cần tiếp tục bảo trợ mở rộng hệ thống theo chiều rộng để có cơ hội tăng thêm cái hoa hồng thành tích chênh lệch. Và bên cạnh đó thì cần đảm bảo cái cân bằng 4.000 giá trị điểm nhóm để chúng ta đạt tháng Q, giống như cái phân tích về cái tháng đạt chuẩn vừa rồi đấy ạ. Nếu chúng ta có một nhánh 21% thì lúc này chúng ta cần duy trì tối thiểu là 4.000 giá trị điểm nhóm để chúng ta có thể đạt tháng Q. Thì đó cũng sẽ là cái cơ sở để chúng ta đạt cũng như tái đạt các danh hiệu tiếp theo. Và bên cạnh đó thì ngoài việc mà chúng ta bảo trợ thêm những cái nhánh ngang thì chúng ta cần phải làm việc với những cái nhánh dưới 21% để làm gì? Bởi vì những cái nhánh dưới 21% này họ cần phải được hỗ trợ phát triển kinh doanh, thì thông qua đó họ sẽ gia tăng cái giá trị điểm nhóm và từ đó nó cũng sẽ đóng góp vào cái giá trị điểm nhóm của nhà phân phối tuyến trên, chính là mình đó các anh chị. Và cái trường hợp và điều thứ ba mà chúng ta cần lưu tâm đấy là giúp đỡ và huấn luyện cho những cái nhóm đạt 21% này để họ tiếp tục phát triển và họ cứng cáp hơn nữa, thì khi đó họ dần dần họ sẽ có thêm những cái tháng đạt chuẩn mới, lúc đó họ lên những cái nấc thang danh hiệu cao hơn, thì cũng là cái lúc mà chúng ta có cơ hội đạt và tái đạt những cái danh hiệu khác. Và một cái lưu ý là giá trị điểm nhóm tối đa sẽ giúp chúng ta có cơ hội nhận toàn phần hoa hồng lãnh đạo cũng như là nhận thêm nhiều cái loại hoa hồng khác. Thì cảm ơn Lợi về cái phần trả lời vừa rồi nhé. Đây là những cái điểm lưu ý mà chúng ta quan sát cái video và chúng ta cùng lắng nghe cái video vừa rồi. Tóm lại là khi có nhánh đạt chuẩn, hãy quan tâm đến việc phát triển nhánh ngang của bản thân mình.
đừng có bỏ rơi cái nhánh ngang hoặc là trông chờ việc cái nhánh đạt chuẩn, bởi vì khi nhánh đó đạt chuẩn chúng ta sẽ không nhận hoa hồng chênh lệch từ cái nhánh đạt chuẩn đó nữa. Rồi, thì vừa rồi khi mà nhà phân phối phát triển đến một cái nấc thang nhất định là có nhánh tách rồi, thì lúc này chúng ta có cơ hội nhận hoa hồng lãnh đạo. Và đây cũng là lúc mà anh chia sẻ cho các anh chị về hoa hồng lãnh đạo của bản thân mình. Hãy tập trung vào hoa hồng lãnh đạo, một nội dung quan trọng của kế hoạch trả thưởng cơ bản. Đây là hoa hồng hàng tháng được trả cho bạn vì đã giúp các nhánh đạt mức thành tích 21%. Tìm hiểu về hoa hồng lãnh đạo sẽ giúp bạn biết cách duy trì và tăng thu nhập khi tuyến dưới phát triển và đạt mức thành tích 21%. Hoa hồng lãnh đạo bằng 6% nhân với doanh số nhóm lãnh đạo của nhánh 21%. Làm thế nào để được nhận hoa hồng lãnh đạo? Đầu tiên, bạn phải có ít nhất một nhánh đạt mức thành tích 21%. Thứ hai, và bạn phải thỏa điều kiện giá trị điểm nhóm lãnh đạo được quy định cho hoa hồng lãnh đạo. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí này, bạn sẽ đủ điều kiện nhận toàn phần hoặc một phần hoa hồng lãnh đạo hàng tháng. Để được nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần, bạn cần có một hoặc nhiều nhánh 21% và giá trị điểm nhóm lãnh đạo tối thiểu 10.000 BV. Có giá trị điểm nhóm lãnh đạo tối thiểu 10.000 BV là cách tốt nhất để tối đa hóa thu nhập từ hoa hồng lãnh đạo. Tiếp theo là hai cách để nhận hoa hồng lãnh đạo một phần. Đầu tiên, bạn có giá trị điểm nhóm lãnh đạo tối thiểu 4.000 BV và một nhánh 21%. Thứ hai, hoặc giá trị điểm nhóm lãnh đạo của bạn ít hơn 4.000 BV và có từ hai nhánh 21% trở lên, bạn không đủ điều kiện nhận hoa hồng lãnh đạo hàng tháng nếu bạn không đáp ứng một trong những điều kiện này. Lưu ý rằng luôn có một mức hoa hồng lãnh đạo điều chỉnh tối thiểu tạo ra cho tuyến trên đủ điều kiện nhận hoa hồng lãnh đạo, nếu tuyến dưới chỉ nhận hoa hồng lãnh đạo một phần. Đây là ví dụ. Nhà phân phối Hằng đang xây dựng hoạt động kinh doanh Amway. Cô ấy đã bán sản phẩm, hỗ trợ đội nhóm và bảo trợ thêm tuyến dưới. Hiện tại, giá trị điểm nhóm lãnh đạo của Hằng là 5.000 BV và một nhánh 21% mới vào tháng 4. Hằng đang tự hỏi liệu cô ấy có đủ điều kiện nhận hoa hồng lãnh đạo hàng tháng hay không? Có, dựa trên điều kiện nhận hoa hồng lãnh đạo một phần, cô ấy có một nhánh 21% và giá trị điểm nhóm lãnh đạo là hơn 4.000 BV trong tháng 4. Nếu Hằng muốn nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần, cô ấy phải có tối thiểu 10.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo. Ngoài việc có 10.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo, một số tiêu chí để tăng hoa hồng lãnh đạo hàng tháng bao gồm phát triển thêm các nhánh 21%, khuyến khích nhà phân phối tuyến dưới trực tiếp đạt vượt mức doanh số tối đa, vì điều đó sẽ làm tăng hoa hồng lãnh đạo 6% của bạn. Bây giờ, bạn đã hiểu về hoa hồng lãnh đạo. Hãy xem xét hoạt động kinh doanh của mình để xem bạn có đủ điều kiện nhận hoa hồng này và gia tăng thêm thu nhập hơn nữa. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài liệu từ Amway và trao đổi với tuyến trên của bạn. Video này tập trung vào hoa hồng. Em thấy có Trình Gấm có nhắn tin lên là không có nghe rõ tín hiệu, thì không biết các anh chị khác chúng ta còn nghe được không? Em thấy chị Ngọc Nghệ nói là vẫn nghe bình thường. Các anh chị khác nếu mà chúng ta nghe được thì comment số 1 vào trong khung chat giúp em nhé. Các anh chị khác thì sao ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn. Thì bây giờ ai có thể nói giúp em là sau khi mà xem video này xong thì chúng ta thấy là chúng ta hiểu ra được điều gì về hoa hồng lãnh đạo ạ? Em thấy chị Gấm Phạm giơ tay. Lại là lời nữa à? Chắc là dành cho anh chị nhắn phối khác đi. Dành cho chị Trung đi à? Xin mời chị Trung. Đặng Thị Trung à? Alo. Alo, xin chào chị Trung à? Dạ, chào bạn lãnh đạo. Dạ vâng. À, chị Trung ơi, câu hỏi của chương trình là khi mà xem cái video về hoa hồng lãnh đạo này xong thì chị hiểu ra những cái điều gì về hoa hồng lãnh đạo, chị có thể chia sẻ cho chương trình nghe được không ạ? Dạ vâng ạ. Để đạt hoa hồng lãnh đạo ấy thì sau khi nghe xong cái video này thì tôi hiểu là thứ nhất ấy, để đạt hoa hồng lãnh đạo thì mình phải tạo ra hoa hồng nhánh chênh lệch, có nghĩa là khi mình có một nhánh tách 21% thì hệ thống nhánh các nhánh còn lại theo chiều rộng và chiều sâu còn lại của mình phải đạt 4.000 điểm, khi đó bắt đầu mình mới được hưởng hoa hồng lãnh đạo là 6%. Nếu như mình không có nhánh được 4.000 điểm thì mình sẽ không được hoa hồng lãnh đạo 6%. Mình phải tạo sự chênh lệch thì mới có hoa hồng lãnh đạo 6%. Dạ, còn gì nữa không ạ?
Vâng, nếu mà mình không có câu trả lời khác thì xin cảm ơn ạ. Chị còn Vâng, câu trả cảm lời ơn. nữa không ạ? Không ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Em thấy còn có, vừa nãy có chị Len có giơ tay, xin mời chị Len ạ. Chị Bùi thì Len, xin mở trước chị Len. Alo. 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 Em giơ tay ạ. Ấn nhầm. Vâng, dạ vâng, thì thôi xin chương trình mute chị, của âm thanh của chị Len nè. Vừa nãy thấy có Lợi giơ tay này, em có muốn trả lời chị không Lợi ơi? Rồi, xem xin mời chị Gấm đi, thấy chị Gấm từ nãy đến giờ vẫn giơ tay à? Alo? Chắc là của chị Gấm đang bận gì rồi. Thì có anh chị nào chúng ta muốn trả lời nữa không ạ? À? Ngoài những cái thông tin về việc là cần duy trì 4.000 ra thì... À, lại thấy bạn Lợi quay lại rồi. Xin mời Lợi. À, dạ. Alo, em nghe rõ lãnh đạo ơi. Dạ, alo. Ừ. Dạ, theo em nghĩ là hoa hồng lãnh đạo thì chia làm hai phần, là hoa hồng lãnh đạo mình được hưởng hoa hồng lãnh đạo một phần và hoa hồng lãnh đạo toàn phần. Và khi mình được hưởng hoa hồng lãnh đạo một phần thì giá trị điểm nhóm ở từ mình và những cái nhỏ thì tối thiểu phải là 4.000, và mình có hai nhánh 21, tối thiểu có hai nhánh 21%, và hoa hồng lãnh đạo một phần là khi là bản thân mình đạt được và những cái nhỏ đạt được là 4.000 giá trị điểm nhóm, và những cái nhỏ và có hai và một nhánh khác là 21%. Và có thể với một điều kiện được hưởng hoa hồng lãnh đạo một phần, đó chính là bản thân mình tháng đó không có BB nào, nhất thấp nhất là không có BB nào, và mình có hai nhánh 21%. Em có chắc với câu trả lời của em không? Trả lời lại lần lượt từng cái trường hợp đi. Trường hợp đầu tiên để nhận toàn phần là gì nào? Giá trị điểm cá nhân của mình và những nhánh nhỏ tối thiểu là 4.000, và mình có hai nhánh 21%. Rồi, trường hợp tiếp theo là gì? Một phần là bản thân mình là đạt và những cái nhỏ đạt 4.000 giá trị điểm nhóm, và có hai, một nhánh 21%, tối thiểu một nhánh 21%. Rồi, trường hợp thứ ba là gì? Là hoàn là đạt một phần nữa, đó chính là tháng đó mình tối thiểu mình không có điểm BV nào luôn, nhưng mà mình có hai nhánh 21% thì mình vẫn được hưởng hoàn lãnh đạo một phần. Thế thích cái trường hợp nào thì được nhận toàn phần nào? Bản thân mình giá trị điểm nhóm là 4.000 hoặc là hơn, 4.000 hoặc là 10.000 hoặc là hơn, và mình có hai nhánh 21%. Ok, cảm ơn Lợi với cái sự nhiệt tình trong cả buổi buổi học ngày hôm nay nhé. Em đã trả lời đúng 1/3 cái trường hợp rồi. À không, 2/3 chứ. Còn một trường hợp thì chưa chính xác. Như thế này nhé. Chắc là để chị đến cái phần lý thuyết luôn đi. Cảm ơn Mai, thì mình lưu lại âm thanh của bạn Lợi đi. Về cái hoa hồng lãnh đạo á, thứ nhất là chúng ta hãy tìm hiểu về cái định nghĩa của hoa hồng này. Hoa hồng lãnh đạo tưởng thưởng cho nhà phân phối khi mà chúng ta nỗ lực tạo ra cái nhánh tách bảo trợ trực tiếp, và cái nhánh này đạt mức 21%. Tức là khi tuyển nhà phân phối vào, chúng ta huấn luyện, hỗ trợ rồi đào tạo, giúp họ tuyển dụng, rồi là biết cách chia sẻ sản phẩm, biết cách bán hàng, xây dựng đội nhóm hệ thống. Đến khi mà họ đạt được 21% thì đây là lúc mà chúng ta có cơ hội nhận hoa hồng lãnh đạo. Và lúc này thì Amway sẽ trả hoa hồng lãnh đạo là 6% trên cái doanh số của nhà phân phối mà họ đạt cái mức 21% đó, khi mà chúng ta thỏa một số cái điều kiện của Amway. Và trong này có ba cái trường hợp mà chúng ta có thể nhận được hoa hồng, nhưng mà lại phân theo hai loại. Thứ nhất là loại mà chúng ta có thể nhận được toàn phần hoa hồng lãnh đạo, và thứ hai là nhận một phần hoa hồng lãnh đạo. Vậy thì nhận toàn phần là gì? Khi mà chúng ta có giá trị điểm nhóm lãnh đạo đạt 10.000 giá trị điểm nhóm PV nhé, chứ không phải 4.000 như mà 4 cho đến 10.000 như vừa nãy Lợi nói đâu. Khi mà chúng ta đạt 10.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo thì lúc này, và chúng ta có một nhánh tách 21%, thì chúng ta mới có cơ hội nhận toàn phần hoa hồng lãnh đạo. Dĩ nhiên là nếu mà không có nhánh tách thì sẽ không có cơ sở để nhận hoa hồng lãnh đạo. Trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta được nhận một phần hoa hồng lãnh đạo ấy, thì ở đây nó sẽ phân ra làm hai cái cách chúng ta đạt hoa hồng. Cách thứ nhất là giống như Lợi nói, chúng ta đạt 14.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo kèm theo tối thiểu là một nhánh tách 21%. Hoặc là chúng ta có giá trị điểm nhóm lãnh đạo lúc này nhỏ hơn 4.000 và chúng ta đạt hai nhánh 21% trong cùng một tháng. Dĩ nhiên đây phải là nhánh bảo trợ trực tiếp các anh chị nhé.
Và ở đây có một cái điểm lưu ý là các anh chị sẽ thấy ở đây là giá trị điểm nhóm lãnh đạo chứ không phải là giá trị điểm nhóm. Tại sao là như vậy? Thực ra thì nói một cách nôm na, trong các hệ thống mà chúng ta không có hỗ trợ bảo trợ thì lúc đó giá trị điểm nhóm lãnh đạo nó sẽ bằng với giá trị điểm nhóm của chúng ta luôn. Còn đối với những cái hệ thống mà chúng ta có hỗ trợ bảo trợ thì giá trị điểm nhóm lãnh đạo đôi khi nó sẽ khác một chút và cách tính nó sẽ phức tạp hơn. Thì nếu các anh chị nào mà chúng ta rơi vào những cái trường hợp đó và chúng ta có thắc mắc về trường hợp của mình thì có thể gửi câu hỏi về cho chương trình thông qua Menti cuối giờ, hoặc là chúng ta liên hệ với tổng đài 1800 1700 để được tư vấn, hoặc là liên hệ với quản lý kinh doanh khu vực để chúng ta được tư vấn cụ thể, bởi vì là kết cấu hệ thống khác nhau thì hồng nhận sẽ khác nhau. Tóm lại là trong các phần này thì chúng ta cần lưu ý giá trị điểm nhóm lãnh đạo của chúng ta là như thế nào và số nhanh tách của chúng ta làm ra làm sao thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận hồng lãnh đạo. Lời ghi nhớ cái phần này nha. Và trong này thì thấy anh cũng xin phép là ôn lại cho các anh chị một chút về hai cái khái niệm là PV và BV trong Amway. Mỗi một sản phẩm trong Amway thì đều có hai cái giá trị, là PV là giá trị điểm và BV là doanh số bán hàng. Thì giá trị điểm nó sẽ quyết định cái gì? Giá trị điểm của một sản phẩm nó sẽ quyết định cái phần trăm thành tích của nhà phân phối. Và nếu các anh chị nào mà chúng ta đang mua hàng thanh toán online trong thời điểm tháng vừa rồi á, thì chúng ta sẽ được nhận là 5% được tặng 5% PV, thì các anh chị sẽ thấy là cái PV của chúng ta được tăng lên 5% cho những cái đơn hàng thanh toán online. Lúc đó thì giá trị điểm nhóm của chúng ta cao lên và thông qua đó nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ là cái hệ số về phần trăm hoa hồng thành tích. Ví dụ chúng ta đang đạt đâu đó cỡ khoảng 590 PV và giả sử mà chúng ta đã cộng thêm 5% mà nó đạt 600 PV thì lúc này chúng ta có cơ hội là đạt hoa hồng thành tích 6% thay vì là 590 thì đang không được nhận hoa hồng. Thì đấy là ý nghĩa của giá trị điểm nhóm. Giá trị điểm nhóm hay là PV nó sẽ tạo ra cái mức phần trăm thành tích của nhà phân phối. Nhưng mà bên cạnh đó, doanh số bán hàng của một sản phẩm thì đây mới là cơ sở để tính hoa hồng nhé các anh chị nhé. Thì giống như là buổi học hôm trước có một vài anh chị hỏi là ủa tại sao khi chị mua cái sản phẩm này chị thấy là chị lấy cái PV mà chị nhân với cả 25.200 nó không ra cái doanh số bán hàng. Lý do là bởi vì có một số sản phẩm Amway khuyến mãi cho các anh chị giá bán nó thấp hơn so với giá mà công ty có quy định. Thì lúc đó PV của chúng ta nó sẽ tương ứng cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Nhưng mà công ty vẫn hỗ trợ các anh chị một điểm là cái giá trị điểm của cái sản phẩm đó nó vẫn cao, để thông qua đó các anh chị được nhận một cái phần trăm thành tích nó cao hơn. Thì đấy là lý do mà chúng ta cần quan tâm. Tại sao cần quan tâm giá trị điểm để làm gì và doanh số bán hàng để làm gì? Và nhấn mạnh lại một lần nữa, doanh số bán hàng mới là cơ sở để tính hoa hồng của chúng ta cho tất cả các loại hoa hồng, từ hoa hồng thành tích, hoa hồng ruby cho đến hoa hồng lãnh đạo và các loại hoa hồng khác. Thì hoa hồng lãnh đạo sẽ được tính như thế nào? Hoa hồng lãnh đạo sẽ được tính bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái trường hợp đơn giản nhất là khi mà nhà phân phối họ được nhận toàn phần hoa hồng lãnh đạo. Thì trong cái ví dụ này chúng ta có nhà phân phối hoa đang đạt cái mức là 10.000 PV. Và chị ấy có một tuyến dưới là chị Lan đang đạt cái mức là 10.000 PV và đạt 21%. Lúc này hoa thỏa tiêu chí nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần, bởi vì là chị ấy có một nhánh tách 21% và giá trị điểm nhóm lãnh đạo lúc này duy trì là 10.000 PV. Lúc này thì hoa hồng lãnh đạo tính rất đơn giản thôi. Chúng ta lấy 6% là khoản hoa hồng mà Amway trả cho nhà phân phối nhân với doanh số bán hàng của tuyến dưới bảo trợ trực tiếp đạt 21%. Chính là cái doanh số của chị Lan này, là doanh số của 10.000 PV này này. Lúc này thì hoa hồng sẽ được tính bằng là 6% nhân 10.000 nhân với 25.200. Và khoản tiền hoa hồng lãnh đạo tối đa này sẽ là khoảng 15 triệu. Với cái giả sử là 1 PV bằng 25.200 PV, thì khi mà chúng ta nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần, tính toán rất đơn giản thôi và cái khoản tiền nhận được thì rất là đáng kể ạ. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà chúng ta nhận một phần hoa hồng lãnh đạo thì sẽ như thế nào? Lúc này chúng ta có cái mô hình vẫn là chị Hoa, nhưng mà tháng này chị kinh doanh không được tốt như tháng trước. Chị Lan bên dưới thì vẫn rất duy trì phong độ và chị vẫn đạt 10.000 PV. Tuy nhiên là Hoa vào thời điểm này thì chỉ đạt có 4.000 PV giá trị điểm nhóm lãnh đạo thôi. Vậy thì lúc này Hoa nhận một phần, vậy thì một phần hoa hồng lãnh đạo này sẽ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ đi từng bước phân tích để thấy là tại sao ra cái con số là 6 triệu mấy, còn thấp hơn rất nhiều so với cái mức nhận toàn phần vừa rồi nha. Hoa hồng lãnh đạo thì dĩ nhiên vẫn bằng là 6%, nhưng mà lúc này doanh số bán hàng của cái người tuyến dưới này sẽ phải trừ đi cái phần là khoản điều chỉnh. Lúc này khoản điều chỉnh sẽ được tính như thế nào?
Thì các anh chị được biết là để được nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần, nhà phân phối thì cần đạt 10.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo. Tuy nhiên là trong trường hợp này thì hoa chỉ đạt có 4.000 thôi. Vậy thì khoản điều chỉnh lúc này sẽ được tính bằng là doanh số bán hàng để nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần trừ đi doanh số bán hàng của nhà phân phối được nhận hoa hồng lãnh đạo một phần. Ở đây là gì? Doanh số để nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần chính là 10.000 nhân với 25.200 để chúng ta quy ra doanh số bán hàng các anh chị nhé. Trường hợp này, cái người đang có được nhận hoa hồng lãnh đạo ở đây chính là chị Hoa. Và doanh số bán hàng của chị Hoa được tính bằng là 4.000 PV này nhân với 25.200. Trên cái giả sử là 1 PV sẽ bằng 25.200 PV. Và tính toán cơ bản thì chúng ta sẽ có là lúc này thì toàn bộ cái khoản điều chỉnh sẽ là 10.000 trừ đi 4.000 nhân với 25.200. Và lúc này hoa hồng lãnh đạo sẽ là 10.000 nhân với 25.200 là doanh số của chị Lan, là cái người tuyến dưới mà chúng ta đã huấn luyện để giúp họ đạt được 21% á. Trừ đi cái khoản điều chỉnh ở đây là cái phần 10.000 trừ 4.000 này, và cuối cùng khoản tiền chúng ta nhận được chỉ có 6.048.000 mà thôi. Và nó chỉ bằng đâu đó, nếu chúng ta nhận toàn phần thì chúng ta sẽ nhận được khoảng 15 triệu, thì bên này chúng ta nhận 6 triệu, tức là bằng chưa đến một nửa cái số tiền mà chúng ta nhận hoa hồng lãnh đạo toàn phần. Đó là cái sự khác biệt của việc mà khi chúng ta xây dựng được một cái đội nhóm mà cân bằng theo chiều ngang, hoặc là hỗ trợ các nhánh chiều sâu họ phát triển kinh doanh. Đúng lại là cái nhóm cân bằng của mình á, chúng ta phát triển được cái mức lên đến 10.000 thì đây sẽ là cái lúc mà chúng ta nhận được tối đa hoa hồng lãnh đạo. Còn nếu mà chúng ta ở một mức thấp hơn thì ít nhất cũng phải duy trì 4.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo để được nhận hoa hồng lãnh đạo. Rồi, tiếp tục trường hợp tiếp theo. Có một câu hỏi ở đây là khi mà nhà phân phối không được nhận toàn phần hoa hồng lãnh đạo thì cái phần còn lại điều chỉnh sẽ được đẩy đi đâu? Ai có thể trả lời câu hỏi này cho thầy anh được không ạ? Có anh chị nào xung phong không ạ? Có ai xung phong trả lời câu hỏi này không ạ? Cái phần còn lại của hoa hồng lãnh đạo sẽ được trả đi đâu? Ok, nếu mà không có anh chị nào giơ tay thì anh xin được phép trả lời luôn. Cái phần hoa hồng lãnh đạo điều chỉnh á, chúng ta chỉ được nhận một phần, thì cái phần A, em thấy có chị Trung giơ tay này, xin mời chị Trung ạ. Theo mình thì kia hoa hồng còn lại đấy được chuyển lên cho tuyến trên của mình đấy, tuyến bảo trợ trực tiếp của mình. Cứ là tuyến trên nhận hay là có điều kiện gì không ạ? Có, nhưng mà với điều kiện là tuyến trên cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn đấy. Có nghĩa là tuyển trên cũng phải đủ điều kiện làm có một nhánh tách 21%, đương nhiên là có nhánh tách của mình thôi, nhưng mà tuyển trên cũng phải cả điểm của hệ thống mình cộng lên thì tuyển trên cũng phải có đủ 10.000 điểm thì được hoa hồng, sẽ được hưởng cái hoa hồng toàn phần đấy. Nếu mà tuyển trên, giờ em hỏi, nếu mà tuyển trên họ chỉ cân bằng có 4.000 thôi thì họ có được nhận hoa hồng không? Nếu vậy họ cũng có được hưởng hoa hồng một phần của 8.000. Và 8.000 gồm có 4.000 của mình và 4.000 của tuyển trên là gồm là 8.000. Chị trả lời chính xác một nửa rồi. Khi mà tuyển trên của chúng ta mà họ cũng đạt, tức là thứ nhất là cái phần hoa hồng lãnh đạo điều chỉnh á, sẽ được chuyển lên cho tuyển trên gần nhất đủ điều kiện nhận hoa hồng lãnh đạo. Ai sẽ là người đủ điều kiện nhận? Giả sử nếu mà như cái mô hình này đi, nhà phân phối tuyển trên là chị Mai về trên này này, chị chỉ có một nhánh là chị Hoa và chị Lan bên dưới thôi. Tức là họ đã có một nhánh 21% rồi. Lúc này họ chỉ cần duy trì cân bằng tối thiểu là 4.000 giá trị điểm nhóm lãnh đạo thì họ sẽ được nhận một phần hoa hồng lãnh đạo. Còn nếu mà chị Mai này, chị kinh doanh tốt và chị phát triển các nhánh ngang tốt cũng như là hỗ trợ những cái nhánh dưới 21% tốt thì chị sẽ có cơ hội là được nhận toàn phần hoa hồng lãnh đạo với cái giá trị điểm nhóm lãnh đạo là 10.000 PV. Hoặc là giả sử bên trên này chị Mai chỉ có một nhánh 21% nữa, hỗ trợ bảo trợ trực tiếp thì chị cũng có cơ hội là nhận một phần hoa hồng lãnh đạo. Thì đó là cái nguyên tắc để chúng ta được nhận hoa hồng lãnh đạo chuyển tiếp. Và cái khoản điều chỉnh giống như các anh chị thấy ấy, như trong cái ví dụ này, khoản điều chỉnh ở đây là 10.000 trừ 4.000 thì phần điều chỉnh ở đây là 6.000 cơ. 6.000 này cộng với cả cái doanh số bên dưới của nhà phân phối Hoa này nữa thì nhà phân phối Mai này họ được nhận toàn phần là 6.000 cộng với 4.000 của chị Hoa này này. Chứ không phải là 8.000 đâu ạ. Rồi chúng ta sẽ đến với phân còn một câu hỏi nữa là cho vừa nãy thì bạn Lợi bạn có nói là
Ít nhất là trong một tháng nếu mà mình có hai nhánh tách 21% và lúc đó mình không có BV nào thì mình vẫn được nhận hoa hồng lãnh đạo. Có anh chị nào có thể trả lời được tại sao lại như vậy không ạ? À, lại là chị Trung ạ. Xin mời chị Trung. Theo mình thì anh Lời được nhận hoa hồng toàn phần vì anh đã có hai nhánh 21%, có nghĩa là đã đủ điều kiện để được nhánh còn lại là 10.000 điểm, nên là vẫn đạt hoa hồng 6% của hai nhánh. Chị Trung, em lấy ví dụ nhé, giả sử có một bạn tên là bạn Lợi đi, bạn ấy không có BV nào trong cái tháng này cả, sau đó bạn ấy có hai nhánh 21% bên dưới, lúc này thì bạn ấy có nhận hoa hồng lãnh đạo hay không và nhận bao nhiêu? Có được nhận hoa hồng lãnh đạo, hoa hồng 6% ạ. Đúng rồi, là có. Vậy thì nhận như bao nhiêu ạ? 6% của trên doanh số nào? Trên doanh số của nhánh con lai đấy. À, có khoản điều chỉnh không ạ? Khoản điều chỉnh á? Đúng rồi, anh ấy có bị điều chỉnh trừ đi một phần không? Bởi vì là anh ấy có hai nhánh nhưng mà không đạt đủ 4.000 thì rõ ràng là anh ấy đang nhận một phần hoa hồng lãnh đạo rồi, đúng không ạ? Bạn này sẽ được, để thử xem bài là cái này là bạn này được 21% của hai nhánh, là bạn này tổng là bạn này được 20.000 điểm là bạn này được hoa hồng lãnh đạo ruby là 2%, và bạn này được hoa hồng lãnh đạo bằng 6% điều chỉnh. Em thấy chị Sen trả lời là có được. Có được, nhưng mình điều chỉnh hay không mình chưa nắm rõ được cái đoạn này. Ok, xin cảm ơn chị. Chắc là em xin mời một nhà phân phối khác đi. Em thấy có nhà phân phối Tâm mã số là 3278750 có trả lời là nhận một phần đúng không lãnh đạo. Xin mời chị Tâm ạ. Xin mời chị Tâm ạ. Chị nghe nè, rồi. Nghe rồi em. Chị Tâm ơi, chị có thể trả lời là trong trường hợp giả sử như là một nhà phân phối họ không có BV nào trong một tháng nhưng mà có hai nhánh tách 21% thì họ có nhận hoa hồng lãnh đạo hay không, nhận toàn phần hay một phần và nhận bao nhiêu trên cơ sở doanh số nào? Tức là con theo tôi học thì tôi thấy là có nhận hoa hồng lãnh đạo 6%, tuy nhiên là nhận chỉ có một phần thôi chứ không có nhận là hoàn toàn cái hoa hồng lãnh đạo đó. Dạ. Nhưng mà cô có biết là nó tính bằng bao nhiêu không? Không, chưa biết tính đâu, nhưng mà biết nhận một phần thôi. Rồi, bây giờ con trả lời cái ví dụ rõ ràng này cho mọi người dễ nhìn nhé. Cảm ơn cô Tâm, câu trả lời chính xác rồi ạ. Người này được nhận một phần. Rồi nha, con giả sử có nhà phân phối. Để con vẽ cái mô hình 3 người ra nha, giống cái mô hình này. Mô hình thế này đúng chưa ạ? Giả sử chị bên trên này tên là Hoa đi, và hai nhà phân phối bên dưới này mỗi người thì đều đạt 10.000 giá trị điểm nhóm. Anh này cũng 10.000. Bản thân Hoa thì lúc này là không có BV nào. Các anh chị sẽ nhìn thấy là lúc này hoa hồng lãnh đạo nó sẽ được tính bằng là gì? Doanh số bán hàng mà đúng không ạ? Doanh số bán hàng của hai cái người tuyển dưới này chính là bằng trừ đi khoản điều chỉnh, bởi vì là họ nhận một phần mà. Và lúc này nó sẽ bằng là 10.000 cộng với 10.000, bởi chúng ta có hai cái tuyến dưới đạt 21% mà, thì hai người này đều tạo ra hoa hồng lãnh đạo. Khoản điều chỉnh ở đây là gì? So với cái mức 10.000 mọi người còn thấy mình trốn nữa không? Ok, về cái khoản điều chỉnh ấy ạ, nhà phân phối này vì họ đạt không BV cho nên là so với cái mức 10.000 để được nhận tối đa hoa hồng lãnh đạo thì họ đang thiếu 10.000, có đúng không ạ? Có đúng không? Có đúng không? Ở đây là không BV, là không BV của nhà phân phối này. Cho nên là với cái cách tính này thì nhà phân phối này họ sẽ chỉ còn lại có 10.000 giá trị điểm thôi. 10.000 BV để được tính hoa hồng lãnh đạo thôi. Và lúc này thì Amway trả 6% trên cái cơ sở của giá trị điểm mà họ còn lại. Thì không biết đến phần này cô Tâm đã hiểu rõ chưa ạ? Cô Tâm và chị Trung là rõ chưa ạ?
Các anh chị khác thì sao? Xin mời cô Tâm ạ. Cô Tâm mã số là 3278750. Không, rồi, mở được rồi. Dạ vâng, bây giờ cô đã hiểu về cái cách tính là tại sao người này vẫn nhận hoa hồng và nhận bao nhiêu cho cô? Rồi, rồi, cô hiểu rồi. Dạ đúng rồi, thì rồi. Cái này, cái ví dụ này nó minh chứng cho một điều là tại sao trong Amway nó gọi là thu nhập thụ động. Khi mà trong một tháng nào đó chúng ta lỡ xảy ra một vấn đề về gia đình, về sức khỏe, về cá nhân, chúng ta không có cơ hội đi kinh doanh, lúc này PV, giả sử là PV của chúng ta bằng 0 chẳng hạn, nhưng mà chúng ta đã xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh bền vững rồi, có hai nhánh tách rồi, thì khi này chúng ta vẫn có cơ hội nhận hoa hồng lãnh đạo. Và thế anh giả sử đi, cái nhà phân phối hoa này này, họ có thêm những cái nhánh tách khác là khách hàng nhà phân phối, rồi là các tuyến dưới. Khi mà hoa không hoạt động, các khách hàng này cũng như là các tuyến dưới họ vẫn phát sinh là cái nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, thì PV vẫn phát sinh, và lúc này hoa vẫn sẽ có cơ hội được nhận cái hoa hồng thành tích, cũng như là hoa hồng thành tích cá nhân, cũng như là hoa hồng thành tích chênh lệch. Một cái này là một cái điểm rất là hay để nó minh chứng cho cái việc thu nhập thụ động trong Amway, và đây cũng là cái tính bảo đảm trong cái kế hoạch trả thưởng của Amway. Vâng rồi, trong cái video vừa bên trên thì nó còn có một cái điểm mà các anh chị cần lưu ý nữa, đó là cái cách mà chúng ta tối đa hóa cái hoa hồng lãnh đạo này. Cách thứ nhất là các anh chị gia tăng giá trị điểm nhóm lãnh đạo bằng cách là chúng ta tiếp tục xây dựng kinh doanh theo chiều rộng, bảo trợ thêm nhà phân phối mới, làm việc với những cái nhánh chưa đạt 21% để huấn luyện giúp đỡ họ tuyển dụng bán hàng và xây dựng hệ thống. Thông qua đó thì giá trị điểm nhóm của họ sẽ tăng lên, và từ đó sẽ đóng góp vào giá trị điểm nhóm của chính nhà phân phối tuyến trên là chúng ta. Thì để chúng ta có đạt được cơ sở là ít nhất là chúng ta có 4.000 giá trị điểm lãnh đạo, hoặc là tối đa hơn thì chúng ta nhận được 10.000. Càng nhiều giá trị điểm nhóm lãnh đạo thì điểm của chúng ta sẽ, cái hoa hồng của chúng ta sẽ càng cao. Trường hợp thứ hai là chúng ta hỗ trợ và khuyến khích tuyến dưới đạt cái mức là lớn hơn 10.000 giá trị điểm nhóm. Có nhiều anh chị nhà phân phối chúng ta bán hàng rất là tốt, chúng ta không chỉ dừng lại ở mức là, hoặc là bán hàng và xây dựng hệ thống rất là tốt, cho nên đôi khi cái giá trị điểm nhóm của chúng ta nó còn vượt trên cả 10.000, 11.000, 12.000, thì đây không phải là trường hợp hiếm. Và khi mà giá trị điểm của tuyến dưới càng cao như vậy thì cái cơ sở để tính hoa hồng lãnh đạo của chúng ta nó cũng sẽ càng cao lên. Hoặc là trường hợp thứ ba, khi mà chúng ta gia tăng được cái số nhánh bảo trợ trực tiếp đạt 21% thì chúng ta sẽ có càng nhiều hơn hoa hồng lãnh đạo, có đúng không ạ? Thì đây là những cái nội dung về hoa hồng lãnh đạo mà thầy anh chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái loại hoa hồng cuối cùng, đấy là hoa hồng phát triển hệ thống. Hoa hồng này thì khá là đơn giản thôi, chỉ là chúng ta có đạt được đến cái mức được nhận hoa hồng này hay không thôi ạ. Về mặt định nghĩa thì nhà phân phối thì sẽ được, chỉ cần chúng ta trong cùng một tháng chúng ta có 3 nhánh cùng đạt 21%, thì khi đó Amway sẽ trả 1% trên cái doanh số nhóm của những cái nhánh 21% này. Tính từ tầng thứ 2 trở xuống, rồi cái lý thuyết ở đây thì rất là dài, nhưng mà các anh chị nhìn sang cái mô hình minh họa này sẽ thấy nó dễ hiểu hơn rất là nhiều. Ví dụ như nhà phân phối hoa này đi, chị có một hệ thống rất là sâu. Trong một tháng này chị có 3 cái nhánh là BCD đều đạt cái mức hoa hồng thành tích là 21%, thì anh tạm đặt cái chữ Q ở đây, có nghĩa là tháng đạt chuẩn. Lúc này thì nhà phân phối này lại có thêm những cái nhà phân phối ở tầng thứ 2 là E, F và G hoặc là IH, họ đang tách ở cái mức 21%. Thì khi này chị Hoa chị sẽ được nhận hoa hồng phát triển hệ thống. Quan trọng là bây giờ chị nhận đến đâu, thì như cái mô hình này chị sẽ được nhận cho đến tận nhà phân phối là MNO. Tức là theo lý thuyết là chúng ta nhận từ tầng thứ 2 đạt 21%, kéo xuống dưới cho đến khi nào chúng ta gặp nhà phân phối đạt hoa hồng hỗ trợ bảo trợ, đạt hoa hồng phát triển hệ thống, và chúng ta sẽ được nhận cho đến hết cái tầng đầu tiên của nhà phân phối này. Đúng không ạ? Không biết là có anh chị nào chúng ta còn thắc mắc về cái hoa hồng phát triển hệ thống này không ạ? Nếu mà chúng ta có thắc mắc thì chúng ta comment vào khung chat hoặc là giơ tay lên nhé. Không hiểu lắm chị ơi. Ok, mình mở mic cho bạn Lợi đi. Dạ alo chị ơi, nghĩa là mình nhận đến tầng bao nhiêu á? Rồi, bây giờ chị sẽ giải thích cho em như thế này nha. Trong cái nguyên tắc là Amway trả 1%,
tính từ tầng thứ hai trở xuống. Tầng thứ hai của chị, đầu tiên là chị Hoa này đủ điều kiện nhận hoa hồng hỗ trợ bảo trợ đúng không? Alo? Alo, Lời ơi. Dạ em nghe được rồi ạ. Ừ. Bây giờ chị hỏi nhá, có phải nhà phân phối Hoa này thỏa điều kiện là có 3 nhánh cùng tách trong 1 tháng không? Đúng rồi. Rồi, thứ hai là chị đã có những cái nhánh tách sâu hơn bên dưới các nhánh tách ở tầng đầu. Tức là ví dụ như là E, F, G, H, I có đúng không? Đúng rồi, cũng đạt 21% hết. Đúng rồi. Vậy thì lúc này chị có cơ hội nhận hoa hồng phát triển hệ thống có đúng không? Đúng rồi. Rồi, trong cái mô hình này còn ai có cơ hội nhận hoa hồng phát triển hệ thống nữa? B, C và D. B và C. B và C. Em nhìn B và C. Nhà phân phối phải có 3 nhánh đạt 21%, kèm theo là từ tầng thứ 2 xuống. Ai được nhận hoa hồng phát triển hệ thống? 3 nhánh. Ba nhánh 21% và sâu bên dưới vẫn có nhánh đạt 21% nữa. Ăn lề đúng chị? Chính xác. Ở đây có chị Hoa. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Hoa và cái bạn L này sẽ là người được nhận hoa hồng phát triển hệ thống với lý do là họ có 3 nhánh 21% của 1 tháng và dưới những nhánh 21% này vẫn còn người đạt 21% nữa. Đấy là điều kiện cần nha. Rồi, bây giờ tiếp tục là họ sẽ được nhận đến đâu? Thì trong cái lý thuyết này là Amway trả 1% trên doanh số của những cái nhánh 21 tính từ tầng thứ 2 trở xuống. Bây giờ em nhìn trong mô hình này nha, chị Hoa này, tầng 2 trở xuống của chị là những nhà phân phối nào? Nhà phân phối đạt 21% từ tầng 2 trở xuống. Từ tầng 2 trở xuống. Ừ. E, F, G, F, G và H, I. Đúng rồi, còn ai nữa không? H, I. Còn ai H, nữa không? I và L. H, I và L. M, N, Q đều đạt hết đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Tính từ tầng 2 trở xuống cho đến nhà phân phối đủ điều kiện nhận hoa hồng này có phải là người L không? Có đúng không? Sẽ tính đến cái khi nào cái người mà sẽ đứng đến khi nào mà cái nhà phân phối tới dưới mình có một người họ không nhận hoa hồng phát triển hệ thống với mình sẽ dừng lại đó đúng không chị? Đúng rồi. Tính cho đến khi nào chúng ta gặp một cái người nhận hoa hồng phát triển hệ thống nữa. Và sẽ tính đến cho đến hết cái tuyến đầu tiên của nhà phân phối đó chính là cái nhà phân phối M, N và O. Dạ em hiểu rồi ạ. Ok, hiểu chưa? Chị thấy có một vài nhà phân phối khác giơ tay thì cảm ơn Lợi. Bây giờ chắc là chị Trung đi. Xin mời chị Trung ạ. Mình hỏi là giả sử như bây giờ C mà bảo trợ chị Hóa đây là đến C có F đúng không ạ? Và F này ngay lập tức khi mà đạt hoa hồng 21% đấy thì bảo trợ được ba nhánh 21% luôn. Dạ. Đúng không ạ? Vậy thì khi đấy chị Hóa có được nhận hoa hồng từ F này nữa không ạ? Hoa hồng 1% ấy. À, câu trả lời là có được nhận đó chị. Lý do là chúng ta sẽ tính theo hoa hồng phát triển hệ thống này đến tận cái nhà phân phối được nhận hoa hồng phát triển hệ thống và tầng đầu tiên của họ. Đấy, ví dụ như bây giờ ở trong cái trường hợp mình đấy nha. Vậy thì nếu như vậy thì ở đây chị Hoa đang được nhận của, không được nhận của L nữa đúng không ạ? Chị Hoa được nhận của L và được nhận thêm của NMO. À, vẫn được nhận thêm thế. Thế còn chỉ có Quy là không được nhận đúng không ạ? Quy này được tính cho L. Tại vì Quy là tầng thứ hai của, đúng chưa ạ? Chị đã rõ chưa ạ? Rồi, rõ rồi. Dạ vâng. Rồi. Thực ra cái này để các anh chị hiểu là cái tiềm năng kinh doanh trong Amway. Đây là một cái mô hình em vẽ rất là đơn giản thôi. Trên thực tế hệ thống của nhà phân phối khi phát triển lớn thậm chí nó còn sâu hơn rất là nhiều và nó rộng hơn rất là nhiều. Nếu mà số lượng những nhà phân phối đạt 21% ở đây liên tục gia tăng thì có nghĩa là chúng ta được nhận 1% trên rất nhiều doanh số của các anh chị nhà phân phối khác. Thì đây có thể là một cái khoản tiền tương đối là lớn trong Amway luôn. Và đối với những nhà phân phối khi họ phát triển hệ thống đến một cái quy mô cao hơn thì thậm chí là cái hoa hồng mà họ nhận được từ hoa hồng phát triển hệ thống nó cũng là một cái khoản tiền vô cùng đáng kể trong cái cơ cấu hoa hồng của họ. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái phần lý thuyết cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, đấy là cân bằng chiều rộng và chiều sâu phần 2. Thì nếu các anh chị không quên thì trong buổi trước chúng ta đã học về cái phần là cân bằng chiều rộng và chiều sâu là, có anh chị nào ôn lại cái phần này được không ạ? Cân bằng chiều rộng và chiều sâu là gì ạ? Trong cái buổi lần trước
Có anh chị nào chúng ta xung phong ra tay không ạ? À? Cân bằng chiều rộng và chiều sâu ở cái mức cơ bản mà khi chúng ta nhận hoa hồng lãnh đạo, nhận hoa hồng thành tích là gì? Ok, nếu mà không có anh chị nào trả lời thì em xin phép là chia sẻ như thế này. Khi mà chúng ta có xây dựng hệ thống kinh doanh ấy, à thấy có bạn ạ. Lần trước mình không có Hào Cao Linh. Để em kiểm tra xem là anh Linh đặt câu hỏi gì nhá. Lần trước mình không vào học. Ok, vậy để em copy cái phần cân bằng chiều rộng và chiều sâu ở bên dưới xuống cho mọi người dễ nhìn nhé. Cân bằng chiều rộng và chiều sâu. Các anh chị quan sát cái mô hình này à? Đây là cân bằng chiều rộng và chiều sâu khi nhà phân phối chưa đạt cái mức 21%. Và lúc này thì họ chỉ thuần túy là nhận hoa hồng thành tích. Trong đây thì anh có lấy cái ví dụ về hai trường hợp. Một nhà phân phối và dưới họ có 5 tuyến dưới. Ở đây họ có cùng số tuyến dưới. Thứ hai là mỗi nhà phân phối tuyến dưới này thì đều đạt 200 PV. Cộng với cái nhà phân phối tuyến trên 200 PV. Thì giá trị điểm nhóm trong cả hai trường hợp này đều bằng nhau là 1.300 PV. Tuy nhiên là hoa hồng thành tích mà họ nhận được thì lại không có giống nhau. Trường hợp mà chúng ta xây dựng theo chiều ngang thì hoa hồng thành tích của nhà phân phối sẽ rất là lớn và đạt được 2.948.400 đồng. Trong khi nếu nhà phân phối phát triển chủ yếu theo chiều sâu và không có phát triển những nhánh ngang của bản thân mình thì lúc này hoa hồng thành tích nhận được có 1.436.400 đồng. Và cái điểm khác biệt ở đây chủ yếu là đến từ hoa hồng thành tích chênh lệch của hai nhà phân phối. Khi mà chúng ta có thêm nhiều nhánh ngang ấy và họ phát sinh doanh số thì chúng ta có cơ hội nhận được cái hoa hồng thành tích chênh lệch. Trong khi nếu chúng ta chỉ phát triển theo chiều sâu mà không tập trung vào chiều ngang thì cái hoa hồng thành tích chênh lệch đó chỉ đến từ số lượng nhánh hữu hạn mà mình đang có, thành ra là hoa hồng của mình ít hơn. Thì đây là cái thông điệp của việc là cân bằng theo chiều rộng và chiều sâu. Nếu mà chúng ta xây dựng hệ thống theo chiều rộng á, thì khiến cho cái giá trị điểm nhóm của chúng ta phát triển tốt hơn á, thì thu nhập của chúng ta sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì nhưng mà cái việc xây dựng theo chiều sâu thì lại giúp các anh chị có được một cái hệ thống ổn định hơn. Và nếu chúng ta cân bằng được cả hệ thống theo chiều rộng và chiều sâu, tức là tập trung phát triển nhánh ngang, tuyển dụng nhà phân phối, sau đó tìm những cái nhà phân phối tiềm năng và giúp họ phát triển theo chiều sâu, thì đấy sẽ là cơ hội để chúng ta vừa tối đa hóa được thu nhập mà vừa xây dựng kinh doanh bền vững. Thì đó là cân bằng kinh doanh theo chiều rộng và chiều sâu với hoa hồng và thành tích. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đã bắt đầu có nhánh tách rồi, cái việc cân bằng chiều rộng và chiều sâu nó sẽ có cái ý nghĩa rất là lớn và nó khác biệt một chút bởi vì nó hướng đến những loại hoa hồng cao hơn. Thì chúng ta cùng xem một cái video sau nhé. Nhiều nhà phân phối đặt mục tiêu trở thành Platinum. Đó là một cột mốc quan trọng đối với một nhà phân phối. Một khi bạn đã xây dựng được một hệ thống kinh doanh bền vững, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu mục tiêu tiếp theo bạn hướng đến là Emerald, Diamond và các danh hiệu cao hơn, bạn cần tiếp tục tập trung vào sự cân bằng giữa chiều rộng và chiều sâu trong cấu trúc kinh doanh. Hãy nhớ rằng, doanh số bán hàng và cách bạn xây dựng cấu trúc của hệ thống kinh doanh sẽ quyết định thu nhập của bạn. Vậy, làm thế nào để bạn có một cấu trúc kinh doanh bền vững, lâu dài? Xây dựng hệ thống kinh doanh theo chiều rộng bằng cách tuyển dụng nhà phân phối mới có thể tạo doanh số, đồng thời củng cố hệ thống theo chiều sâu bằng cách phát triển lực lượng lãnh đạo. Xây dựng hệ thống theo chiều rộng giúp bạn duy trì và có thêm thu nhập. Doanh số được tạo bởi các nhà phân phối tuyến dưới có thể giúp bạn duy trì thành tích của mình và nó đóng góp vào hoa hồng thành tích chênh lệch của bạn với các nhánh dưới 21%. Việc xây dựng hệ thống theo chiều rộng cũng có thể giúp bạn tăng thu nhập từ các loại hoa hồng hàng tháng như hoa hồng Ruby, hoa hồng lãnh đạo và các tiền thưởng đặc biệt khác. Trong khi đó, chiều sâu được tạo ra khi các nhà phân phối tuyến dưới phát triển hệ thống của họ. Điều này giúp kinh doanh của bạn ổn định và bền vững. Xác định các nhà phân phối lãnh đạo tích cực và hỗ trợ họ xây dựng kinh doanh. Khi tuyến dưới của bạn đạt 21%, bạn có cơ hội nhận thêm các loại hoa hồng khác, chẳng hạn như hoa hồng phát triển hệ thống. Bạn có thể đạt và tái đạt các danh hiệu cao bằng cách giúp tuyến dưới trở thành Founder Platinum hoặc cao hơn. Hướng dẫn tuyến dưới kinh doanh độc lập giúp bạn có nhiều thời gian để tiếp tục phát triển chiều rộng bằng cách tuyển dụng thêm nhà phân phối mới. Hãy nhìn qua kết quả kinh doanh của nhà phân phối Platinum Khang và Hằng. Bạn có thể thấy chiều rộng và chiều sâu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của họ khi họ hướng đến danh hiệu Emerald. Khang và Hằng đạt danh hiệu Founder Platinum.
Họ có 12 nhánh và mỗi tháng tạo ra ít nhất 10.001 giá trị điểm nhóm Ruby. Họ đang có thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động kinh doanh Amway. Họ vẫn nỗ lực tăng trưởng nên tiếp tục bảo trợ thêm người mới, hướng dẫn, chia sẻ cho tuyến dưới bán hàng, tuyển dụng và sao chép cho tuyến dưới làm những điều đúng đắn giống như họ. Khang và Hằng hiện có 15 nhánh. Mỗi tháng hệ thống tạo ra ít nhất 20.000 giá trị điểm nhóm Ruby, đủ điều kiện nhận được hoa hồng Ruby. Vì họ làm việc vô cùng chăm chỉ và thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình, nên bây giờ họ có thu nhập hơn 65 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động kinh doanh Amway. Khang và Hằng biết rằng khi tuyến dưới trở thành lãnh đạo, họ cần đạt doanh số Ruby để duy trì danh hiệu và thu nhập. Khang và Hằng làm việc với toàn bộ tuyến dưới để giúp họ xây dựng kinh doanh. Họ cũng tiếp tục bảo trợ người mới, các nhà phân phối mới giúp tăng trưởng doanh số Ruby. Khang và Hằng đã đủ điều kiện đạt danh hiệu Founder Emerald. Họ có 3 nhánh Founder Platinum và 15 nhánh dưới 21% và tạo ra ít nhất 10.001 giá trị điểm nhóm Ruby. Bây giờ, họ đang có thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng mỗi năm. Doanh số này giúp họ có thêm hoa hồng thành tích trên lệch và đủ điều kiện nhận thêm các loại hoa hồng khác, chẳng hạn như hoa hồng lãnh đạo hàng tháng. Khi họ tiếp tục tăng doanh số Ruby, họ có thể nhận thêm nhiều loại hoa hồng khác, ví dụ như hoa hồng Ruby và tiền thưởng đặc biệt. Bây giờ bạn đã biết làm thế nào để cân bằng cấu trúc kinh doanh giữa chiều rộng và chiều sâu cho sự phát triển bền vững và tăng trưởng thu nhập. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài liệu từ Amway và trao đổi với tuyến trên của bạn. Ok, vừa rồi là kết thúc cái video cân bằng chiều rộng và chiều sâu phần 2. Thì thông qua cái video này, thực ra nó không quá khác biệt nhiều so với việc cân bằng chiều rộng và chiều sâu ở phần 1. Nhưng mà nó sẽ tập trung vào một vài cái yếu tố khác biệt hơn ở việc là chúng ta phát triển kinh doanh ở cấp độ cao hơn thì cân bằng nó sẽ có ý nghĩa rộng ra thay vì chỉ dừng lại ở hoa hồng thành tích chênh lệch hay là hoa hồng thành tích cá nhân. Cân bằng theo chiều rộng và chiều sâu phần 2 thì nó sẽ nhấn vào cái đặc điểm là chúng ta tiếp tục xây dựng kinh doanh theo chiều rộng, tiếp tục bảo trợ và thêm các nhánh ngang thì thông qua đó chúng ta làm việc với các nhánh dưới 21%, hướng dẫn chia sẻ để cho họ có thể chia sẻ sản phẩm, gia tăng phát triển hệ thống á, thì thông qua đó chúng ta có cơ hội nhận tối đa hóa các loại hoa hồng, giống như vừa rồi chúng ta phân tích là hoa hồng lãnh đạo chúng ta. Và khi có thêm các nhánh ngang thì nó cũng sẽ là cơ sở để chúng ta nhận hoa hồng thành tích chênh lệch thêm, cũng như là chúng ta có cơ hội nhận tiền thưởng PQ. Một điểm nữa là xây dựng kinh doanh theo chiều sâu là xác định các nhánh kinh doanh tiềm năng và giúp họ đạt 21%. Đối với những cái nhánh mà đã đạt 21% rồi thì tiếp tục giúp họ kinh doanh phát triển và tiếp tục tái đạt tháng Q. Khi mà tuyến giới của chúng ta đạt được cái danh hiệu ví dụ như Platinum hoặc là Founder Platinum thì hệ thống sẽ tăng được cái tính ổn định, duy trì cách tái đạt danh hiệu và cơ hội chúng ta nhận thêm được những loại hoa hồng tiền thưởng khác. Đặc biệt là giống như vừa rồi chúng ta vừa phân tích là hoa hồng phát triển hệ thống cũng như là cái tiền thưởng FQ. Thì đây là những cái thông điệp mà chương trình muốn đưa đến các anh chị. Trong kinh doanh Amway á, chúng ta cần quan tâm đến việc xây dựng kinh doanh cân bằng theo cả chiều rộng và chiều sâu. Nếu ở một cái cấp độ là chúng ta mới xây dựng kinh doanh và mới có tuyến dưới, mới nhận hoa hồng thành tích, thì việc chúng ta cân bằng theo chiều rộng và chiều sâu thì sẽ giúp chúng ta là tối đa hóa hoa hồng, đặc biệt là đến từ hoa hồng thành tích chênh lệch. Và chúng ta xây dựng theo chiều sâu sẽ giúp cho hệ thống có cái tính ổn định cao hơn và tốt hơn. Tuy nhiên là khi kinh doanh của chúng ta phát triển đến những cái tầm mà chúng ta bắt đầu có nhánh tách, chúng ta bắt đầu là có thêm không những là một mà có hai và có thể là có ba nhánh tách, thì lúc đó cái phương án kinh doanh của chúng ta phát triển, chúng ta cần chú tâm là xây dựng chiều rộng bằng cách là tiếp tục vẫn là làm cơ bản thôi, bảo trợ, hướng dẫn tuyến dưới, xây dựng kinh doanh và đặc biệt là tập trung vào cái nhóm cân bằng của chúng ta. Thì để cái giá trị điểm nhóm của chúng ta cao lên thì lúc đó chúng ta có cơ hội là nhận hoa hồng lãnh đạo, cũng như là xây dựng cái chiều sâu, tức là phát triển thêm những cái nhánh dưới tiềm năng để họ tách nhánh và chúng ta có cơ hội nhận thêm cái hoa hồng phát triển hệ thống. Thì đây là toàn bộ những cái thông điệp mà chương trình muốn đưa ra đối cho các anh chị trong cái phần về hoa hồng phần 2 này, và hy vọng nó đã đáp ứng cho các anh chị về những cái hoa hồng mà Amway đang chi trả cho nhà phân phối thêm những cái nước thang phát triển của lãnh đạo. Thì trước khi mà chúng ta đến những cái phần là câu hỏi đố vui cuối giờ thì anh xin nhắc lại một chút là chúng ta có thể tìm hiểu thêm về kế hoạch trả thưởng cơ bản khi mà chúng ta truy cập vào trang là amway2u.com.vn. Vào trong này thì nó sẽ có cái phần là huấn luyện online. Thì khi chúng ta vào đây chúng ta có thể tìm thấy cái khóa học về Corplus, và trong khóa học này sẽ bao gồm rất nhiều những cái video về những cái nấc thang phát triển kinh doanh của nhà phân phối,
cơ bản từ là giá trị điểm nhóm, doanh số bán hàng cho đến hoa hồng thành tích cá nhân, hoa hồng thành tích chênh lệch và các loại hoa hồng từ hoa hồng lãnh đạo cho đến hoa hồng phát triển hệ thống. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là hỏi đáp nhé. Đánh quên mất là còn cái phần hỏi đáp, thì không biết là sau toàn bộ cái nội dung chia sẻ vừa rồi thì các anh chị chúng ta còn cái câu hỏi nào, thắc mắc nào cần được giải đáp từ chương trình nữa không ạ? Chúng ta giơ tay lên nhé, hoặc là đặt câu hỏi vào khung chat cũng được ạ. Có anh chị nào chúng ta có câu hỏi muốn gửi đến chương trình không ạ? Hoặc là có phần nào mà thầy anh giảng nãy giờ vẫn còn chưa rõ thì các anh chị chúng ta có thể giơ tay hoặc đặt câu hỏi nhé. À, em thấy trong khung chat có một người rồi, anh Cao Linh trả lời là ok rồi ạ. Còn các anh chị khác thì sao ạ? Không biết là không ai đặt câu hỏi là tại vì em dạy dở hay là tại vì các anh chị hiểu hết rồi nữa. Nếu mà các anh chị hiểu rồi và thấy không còn có thắc mắc gì nữa thì comment số 1 vào khung chat giúp em nhé. Cảm ơn chị Trung, cảm ơn anh Linh. Cảm ơn lời hôm nay đã rất là nhiệt tình tham gia. Thì bây giờ nếu mà các anh chị chúng ta đã thấy ổn rồi và không có câu hỏi thì chúng ta sẽ đến với cái phần đố vui có thưởng nha. Và phần chờ đợi nhất ngày hôm nay, rất nhiều anh chị rất kiên trì cho đến bây giờ. Hồi đầu em thấy hơn 200 nhà phân phối nhưng mà bây giờ còn lại khoảng 154. Thì chúng ta sẽ đến với cái phần đố vui có thưởng nhé. Các anh chị vui lòng giúp Thạch Anh là vào cái trang mà vào cái trang menti.com ấy ạ. Nhập mã là 72372560 để chúng ta bắt đầu cái thử thách cuối chương trình đi ạ. Em đúng không? Share. Em đang ở cái gì đây? Các anh chị chúng ta đã vào được trang Menti chưa ạ? Có anh chị nào mà chúng ta chưa vào được Menti không ạ? Chị gửi cho em cái đường link Menti vào khúc chat này. Các anh chị ơi, mình đã vào được cái trang menti.com chưa ạ? Nếu mà các anh chị chưa vào được thì mình sẽ gửi, em sẽ gửi cái đường link để vào Menti trong này nhá. Em thấy có một vài anh chị đã vào được rồi á. Gửi đường link. Dạ em đang nghe đây chị Vân ơi. Các anh chị đợi một chút, công ty sẽ gửi cái đường link Menti để các anh chị truy cập vào nhé. À, cảm ơn bạn Yến đã vào rồi. Rồi, thì ở trong cái khung chat của chúng ta có cái đường link menti.com. Anh chị bấm vào đó là có thể tham gia cái phần là đố vui cuối giờ ạ. Ok, em đang thấy những cái nút like và nút trái tim đã đang được nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã tham gia. Ồ, con số đang không ngừng tăng lên à, 14, 15, 16 rồi. Chúng ta đến với cái phần điền thông tin nhé anh chị. Ok. Về thể lệ thì các anh chị điền giúp em là mã ADA kèm với cả tên nhà phân phối và số điện thoại nhé, để chúng ta bắt đầu tham gia cái phần thử thách ạ. Em thấy có một người vào rồi nè, hai người, ba, bốn, năm, sáu, tám, chín, mười hai,
15, 17. Code Menti là 372560 à? Các anh chị chúng ta chịu khó chờ một chút cho các anh chị khác cùng vào nhé. Em thấy đang có 28 nhà phân phối vào rồi. Còn có ai nữa không ạ? 30 rồi à? Các anh chị nào chúng ta chưa vào được thì các anh chị vào phần khung chat nhé. Công ty có gửi cái đường link menti.com. Các anh chị có thể truy cập vào đó và vào cái phần đố vui cùng với Amway. 34. Cố lên một chút nữa đi à. Em xin nhắc lại là đường link menti.com đã được gửi qua khung chat của Zoom. Thì các anh chị có thể vào phần khung chat và bấm vào đường link đó để đến các menti ạ. Chị send like cho everyone đi. Send like cho everyone đi. Đây chị đang xem gì mà chị gấm. Em đang thấy con số tham gia đang càng ngày càng tăng lên rồi. Lên đến 46 người rồi. Chắc là các anh chị khác chúng ta đang bận là không vào đường link ở khung chat dễ đăng nhập hơn. Đúng rồi ạ. Cảm ơn chị Thúy Hường. Chị nhắn lại một lần nữa cái đường link. Cảm ơn lời comment luôn cả cái tin cái code menti cho mọi người. Chúng ta có 49 nhà phân phối rồi, cố lên chút nữa, lên được khoảng 60 nhà phân phối chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Còn các anh chị khác chúng ta cũng nhanh nhanh chúng ta vào đường link đi ạ. Và nhập cái code là 372560. Không thấy đường link. Chị Ngọc Nghệ, em thấy đường link trong công ty vừa mới gửi xuống đấy à. Chị có thể truy cập vào khung chat của Zoom nhé. Như ý. Đang kẹt mạng không vô được. Ok, cảm ơn chị Nghệ. Lên 50 rồi. Ok, thì em thấy lên 52, 54 rồi. 55 nhà phân phối. Các anh chị khác chúng ta chịu khó một chút nhé. Hơi lâu hả chị Thúy Hường? Ok, vậy thì em xin phép được bắt đầu nha. Chúng ta sẽ làm khảo sát nhanh thôi. Đầu tiên xin mời các anh chị chúng ta đánh giá về chương trình giúp em nhé. Các anh chị đánh giá về chương trình hôm nay như thế nào? Duyên cảm ơn các anh chị. 13 người đã trả lời rồi. 18, 22, 25, 30, 33. Cảm ơn chị Hương ạ. 39, 42. Còn ai chưa vote được không ạ? 44. Cảm ơn chị. 45. 46. Mình có 55 người, còn mấy người nữa của em đâu rồi? 48. Ok, thì mình qua cái câu hỏi tiếp theo nhá. Các anh chị đánh giá về chương trình như thế nào? Về nội dung huấn luyện có thực tế và dễ ứng dụng hay không? Giảng viên có tương tác tốt và giải đáp thắc mắc hiệu quả cho học viên hay không? Thời lượng chương trình hiệu quả hay không? Rồi là thời điểm tổ chức phù hợp hay chưa? Hình thức học qua Zoom có hiệu quả cho việc học của học viên hay không? Thì xin mời các anh chị chúng ta cùng đánh giá nhé. 15 người, 18 người đã đánh giá. 19, 20, 22. Em nói đau cả cổ họng rồi, hy vọng là các anh chị đánh giá cho em thật tốt nha, để em có động lực để có thể làm thêm cái chương trình tiếp theo. 33 người đã đánh giá rồi à. 35, 38, 40. Một chút nữa thôi, 41, 44 rồi.
Rất tốt, rồi các anh chị rất là nhiệt tình, vừa comment ở bên Menti là vừa vào Zoom comment luôn. Ok, mình sẽ đến cái câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo, anh chị tâm đắc nhất nội dung nào trong buổi học ngày hôm nay? Tháng đạt chuẩn và lên kế hoạch khi có nhánh tách, hay là giá trị điểm nhóm Ruby, hay là tối đa hóa thu nhập thông qua cân bằng chiều rộng và chiều sâu phần 2, hay là Hoa Hồng lãnh đạo và Hoa Hồng phát triển hệ thống, hoặc là phần hỏi đáp. Oh, 25 người đánh giá rồi, 31 người rồi, 33. Cố lên chiếu nữa. Tất cả đều thích cảm ơn anh Nam. 42 người, 43 người, 44 người. Hoa Hồng lãnh đạo 45, 46, chiều rộng và chiều sâu 48, 50 người. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. 52, còn 3 người nữa đâu rồi? Hồi nãy có 55 người tham gia mà. Mình tâm đắc nhất giá trị điểm nhóm và giá trị điểm đạt chuẩn. Ok, vậy mình sẽ đến cái phần tiếp theo các anh chị nhé. Các anh chị mong muốn chủ đề nào ở chương trình sau? Còn muốn giải đáp gì nữa không ạ? Em chưa thấy ai comment câu này. Không ai mong muốn gì ở chương trình sau à? Có một người trả lời tiền thưởng đặc biệt, điểm IELTS, ý nghĩa các loại hoa hồng. Tâm đắc tất cả. Hoa hồng, chia sẻ 3S từ tâm để cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là slogan của Amway. Làm thế nào để có động lực cho các bạn? Cop lớp. Hoa hồng lãnh đạo. Chị Đinh Hương Thu vẫn chưa hiểu, vẫn muốn nghe thêm về hoa hồng lãnh đạo à? Ok, thì chị Hương Thu chắc là để em liên lạc lại với chị để giải thích thêm về hoa hồng lãnh đạo nhé. Hoa hồng cho nhà phân phối mới tham gia. Tổ chức buổi học từ 19:30 sẽ hợp lý hơn. À, cảm ơn tất cả các anh chị. Có rất nhiều là góp ý, có 26 góp ý, 27 rồi. 28. Vẫn tiếp tục như hôm nay vì có một số người chưa nắm hết phải nghe nhiều lần. Vâng, cảm ơn các anh chị. Tạo lập giá trị giúp bản thân và giúp đỡ rất nhiều người khác. Hoa hồng cổ đông chắc là hoa hồng Emerald rồi. Hoa hồng năm 2021. Trời ơi, nhiều thế này làm sao chương trình tiếp theo đáp ứng nổi. À, cái phần cuối về phần lát nữa xong em sẽ quay lại một chút về cái cân bằng chiều rộng và chiều sâu phần 2 nhé chị Hương Thu. Tổ chức đảo thời gian cho các chương trình được không ạ? Nghĩa là sao ạ? Ok, em thấy các anh chị góp ý cũng nhiều rồi. Mình sẽ đến cái phần tiếp theo là các anh chị có đóng góp ý kiến. Em thấy các anh chị cũng đóng góp khá là nhiều rồi. Nhưng nếu mà chúng ta có ý kiến khác về chương trình thì vui lòng là nốt giúp em nhé. Vừa nãy em thấy có chị nốt là tổ chức đảo thời gian cho các chương trình được không ạ? Cố lên một chút nữa thôi. Qua câu này thì mình sẽ đến cái phần là đố vui có thưởng nhé. Kiến thức nào cũng muốn học không có, đã rất tốt rồi. Cảm ơn các anh chị. Tháng Q à? Vừa nãy em có giảng tháng Q rồi mà. Chắc là lát nữa em quay lại giảng với tháng Q nhé. À, có anh chị nói là hài lòng rồi. Thời gian 19 giờ thì nhiều người học hơn. Dạ vâng, lần sau thì công ty sẽ cố gắng lưu ý là phân bổ thời gian là giảng có cả buổi chiều, cả buổi tối để các anh chị có thời gian tham gia. Hãy dành nhiều thời gian để giải đáp. Nếu các anh chị có câu hỏi thắc mắc thì cứ comment đi, em sẽ trả lời luôn trong chương trình này bởi vì mình vẫn còn thời gian mà. À, cảm ơn chị Lan, chương trình học lần này hôm nay học thì lần sau học tối. Dạ vâng ạ. À, giúp người giúp mình, tầm 15 giờ sẽ đông hơn. À, tức là tầm 3 giờ chiều ấy ạ. À, chia sẻ kiến thức nhiều hơn và luân phiên các chủ đề. Lớp học 3S từ tâm. Trời ơi, lớp 3S từ tâm thì để chương trình 3S nhá. Mình vẫn còn nhiều lớp lắm ạ. À, ok, lát nữa em sẽ quay lại nói một chút về cái hoa hồng lãnh đạo. Vì em thấy có nhiều anh chị đang nói là hoa hồng lãnh đạo thì cần được giải đáp thêm. Và em cũng sẽ giảng lại một chút nữa về cái cân bằng chiều rộng và chiều sâu phần 2 nhé. 19 giờ hay vào lúc ăn cơm hay không nghe đầy đủ. Rồi,
31 người rồi, thôi mình sang cái phần là đố vui có thưởng đi các anh chị, cho nó vui nhộn nhé. Ok, mình đến cái phần game vui cuối giờ nhé các anh chị. Các anh chị vào đây đơn, nhập theo cú pháp là mã ADA gạch ngang tên cho giúp em nhé, thì nó mới hiện trên màn hình Menti. Nếu mà mình không nhập đúng cú pháp là mã ADA và tên thì dù mình trả lời đúng câu hỏi cũng không được qua đâu. Rồi em đợi một lúc cho các anh chị nhập tên và mã ADA cho chính xác nhé. Cảm ơn chị Lan ạ. Các anh chị chịu khó chờ một chút nhé. Phần này các anh chị khác phải nhập đúng tên và mã ADA thì sau mới có cơ hội nhận quà. Cho nên là mình đợi một lúc nữa. Em sẽ đếm đâu đó khoảng từ 1 cho đến 20 nha. Đấy, có 24 người like rồi. Không biết các anh chị khác nữa thì sao? Hay là đăng mải ghi tên? 25 rồi. Không nhập được. Ok, em đang chờ các anh chị. Wow, rất là nhiều các anh chị đã vào rồi, 39 người rồi, 40 rồi. Anh Dũng ơi, anh tìm được chỗ để nhập tên chưa ạ? 42 người, 43 người rồi, 45. À, cảm ơn anh Dũng, anh thấy rồi. Còn ai nữa không? Em thấy 46 người tham gia rồi. Mình chưa tìm thấy, anh Cao Linh mà chưa tìm thấy à, 48. Đinh Hương Thu. Trời ơi, 49 người rồi. Chị gửi lại giúp em cái đường link bên team ấy. Đúng rồi, nhập tên là mã ADA. ADA gạch ngang tên là 52 người rồi. Để em gửi lại đường link cho chị Đinh Hương Thu với à. Chị chờ một chút nhé. 50 người rồi, còn ai nữa không ạ? À? Menti.com. Ủa, 22 người nữa đâu mất rồi. Chưa gửi link rồi chị. 47 người, còn 3 người đâu mất rồi, đấy là 50 người rồi mà. Menti.com và nhập code là 3725 60. 49 người, 48 người. Hình như có một vài anh chị mạng không được ổn định cho nên cứ ao ra ao vào hoài đúng không ạ? Ok, 51 người rồi, em sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhá. Phát phi nha, bắt đầu câu hỏi nào. Ý nghĩa của tháng đạt chuẩn là gì? Là tháng mà nhà phân phối nhận mức hoa hồng thành tích cao nhất, là cơ sở để công nhận danh hiệu cho nhà phân phối, giúp nhà phân phối tối đa hóa các loại hoa hồng, hay là tất cả các đáp án trên. Rồi rất nhanh, 27, 30 người, 32 người, 39 người trả lời. Mình còn 9 giây nữa, 8 giây, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Đáp án là... Trời ơi, vẫn có người trả lời sai luôn à. Tất cả các đáp án trên các anh chị nhớ. Một tháng đạt chuẩn sẽ là tháng nhà phân phối nhận hoa hồng thành tích cao nhất. Cũng là cơ sở để nhà phân phối được công nhận những cái nấc thang danh hiệu. Giống như vừa rồi em phân tích về, một tháng đạt chuẩn thì đạt silver, 3 tháng thì đạt gold và 6 tháng và thay kèm một vài điều kiện nữa thì lên platinum các anh chị. Và đây cũng sẽ là cơ sở để các anh chị tối đa hóa hoa hồng cũng như là cơ hội nhận thêm các loại tiền thưởng khác. Xin chúc mừng 36 anh chị đầu tiên. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai nhé. Rồi xem ai đứng đầu à? Chị Nguyệt rất là nhanh, chị Nguyệt mã số 351875 đang đứng đầu tiên. Rồi, chúng ta đến câu hỏi thứ hai nha. Em sẽ dành phần quà cho ba nhà phân phối đứng top đầu nhé.
ý nghĩa của giá trị điểm nhóm Ruby là gì? Lời không thấy đáp án hả em? Cố lên, vẫn còn mấy câu nữa cơ. Là cơ sở để xét duyệt thắng PQ, khuyến khích nhà phân phối tăng trưởng kinh doanh, giảm phụ thuộc vào các nhánh độc lập đã tách. Cả hai đáp án trên đều đúng, cả hai đáp án trên đều sai. Ý nghĩa của giá trị điểm nhóm Ruby chứ không phải làm thế nào để đạt Ruby. Chị Lê ơi, đáp án nào đúng? 2 giây, 1 giây. Rồi, vẫn có người trả lời sai luôn. Đáp án là cả hai đáp án trên đều đúng. Tức là giá trị điểm nhóm Ruby là cơ sở để xét duyệt cái thắng PQ theo cái tiền thưởng đặc biệt, và khuyến khích nhà phân phối tăng trưởng kinh doanh, giảm phụ thuộc vào các nhánh độc lập đã tách rồi. Vâng, chị Hương Thu trả lời đúng rồi ạ. Chúc mừng 42 nhà phân phối trên 49 nhà phân phối nha. Chúng ta đúng rồi, xem ai đứng rồi. Thứ tự sẽ như thế nào đây? Wow, chị Nguyệt vẫn đứng đầu tiên ạ. Có vẻ thứ tự của chúng ta không đổi nhiều lắm nha. 3 người đứng đầu. À, chị Yến là đứng đầu rồi. Xin chúc mừng chị Yến. Sao câu trả lời không giống MC hỏi vậy? Ủa, có câu nào không giống ta? À, mình sang câu tiếp đi ạ. Lát nữa mình còn cái hỏi đáp nữa. Cách tối đa hóa hoa hồng lãnh đạo là gì? Cách tối đa hóa hoa hồng lãnh đạo. Thứ nhất là gia tăng số nhánh tách bảo trợ trực tiếp, đạt 21%. Thứ hai là hỗ trợ và khuyến khích các nhánh đạt chuẩn tăng doanh số trên 10.000. Thứ ba là gia tăng doanh số từ các nhóm cân bằng. Và đáp án là cả ba đáp án trên. Chắc là trên màn hình điện thoại nó hiện bị thiếu chữ đấy Lợi ơi. Rồi, lần này thì 44 nhà phân phối trả lời đúng, chỉ có một vài người sai thôi. Chắc là trên màn hình ở điện thoại nó không hiện đủ chữ ấy à. Cảm ơn chị Hương Thu nhé. Mình đến câu tiếp theo nhé, để xem là thứ tự của chúng ta đang như thế nào nha. Rồi, Lâm Kim Yến vẫn là nhà phân phối đứng đầu tiên, Nguyễn Văn Sinh vẫn đứng thứ hai và Như Ý đã leo lên vị trí thứ ba. Rồi, mình đến câu trả lời tiếp theo nhé. Phát biểu nào sau đây về hoa hồng phát triển hệ thống là đúng? Tưởng thưởng cho nỗ lực tách nhánh sâu bên dưới của các nhánh đã đạt chuẩn. Điều kiện để nhận phát hoa hồng phát triển hệ thống là có 3 nhánh 21% trong cùng một tháng. Hoặc là cả hai đáp án trên đều đúng. Câu này chắc là dễ lắm luôn. Hy vọng là không có ai sai. Ba giây, hai giây, một giây. Trời, vẫn có người sai luôn à. Nhưng mà đại đa số các anh chị trả lời đúng rồi. Với hoa hồng phát triển hệ thống thì công ty tưởng thưởng cho việc là khi chúng ta đã có 3 cái nhánh ngang ở tầng đầu tiên rồi mà chúng ta tiếp tục đào sâu hơn nữa thì lúc đó Amway sẽ trả thưởng cái hoa hồng phát triển hệ thống, thì nó đúng cho cái đáp án đầu tiên. Đáp án thứ hai là điều kiện để nhận hoa hồng phát triển hệ thống là có 3 nhánh tách thì chúng ta đã biết rồi, không nhắc lại ha. Câu số 5 cũng là câu cuối cùng. À quên, xem danh sách đã. Rồi, chị Yến đã quay lại rồi. Anh Sinh và Như Ý thì vẫn tiếp tục đứng ở tầng thứ 2 và thứ 3. Nhưng mà rất đáng tiếc là anh Sinh ơi, Nguyễn Văn Sinh thì mình đang đặt không đúng cú pháp nha. Cho nên là trường hợp là em sẽ trao cho người tiếp theo mà có số điểm cao à. Mình đến câu cuối cùng đi. Phát biểu nào sau đây là đúng? Kinh doanh theo chiều rộng là gia tăng và tuyển dụng các nhánh ngang. Kinh doanh theo chiều sâu. Kinh doanh theo chiều rộng là giúp đỡ các nhánh tiềm năng phát triển kinh doanh. Cân bằng kinh doanh theo chiều rộng và chiều sâu giúp nhà phân phối tối đa hóa các loại hoa hồng. Hoặc là đáp án số 1 và đáp án số 3 là đúng. Rồi, rất nhiều nhà phân phối trả lời chính xác. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin nhắc lại một lần nữa là
Điện thoại dọc nguồn không tham gia mini game được, tiếc quá. Ok, đánh nhắc lại là kinh doanh theo chiều rộng, tức là chúng ta sẽ tuyển dụng thêm nhà phân phối theo chiều ngang, hoặc là làm việc cùng với những cái nhánh dưới 21% để giúp họ phát triển thêm doanh số, thì thông qua đó giúp chúng ta phát triển cái nhóm cân bằng của mình. Đấy gọi là kinh doanh theo chiều rộng. Còn kinh doanh theo chiều sâu, tức là chúng ta tìm kiếm và hỗ trợ những cái nhà phân phối tiềm năng để đào sâu xuống bên dưới, thì thông qua đó giúp mình có một hệ thống ổn định hơn và tối đa hóa các loại hoa hồng. Rồi, xem ai là người đứng đầu trong danh sách này nha. Tiếp cho anh Sinh quá, trả lời rất là đúng, mỗi tội là không đạt đúng cú pháp. Trời ơi, anh Sinh đứng đầu tiên luôn nhưng mà lại đặt tên sai cú pháp. Tiếp cho anh quá. Trường hợp tiếp theo được nhận quà trong hôm nay đấy là đầu tiên là Lâm Kim Yến, mã số 3541421. Trường hợp thứ hai là chị Trung, 2837773. Và trường hợp thứ ba, trời ơi em không có nhìn được. Sorry anh Sinh nha, lần sau cố gắng mình tham gia và đặt tên đúng cú pháp nhé. Em đứng thứ 5 có được không? An Trang đứng thứ 5 có được không ạ? À? Thôi chắc là thế này đi, mình lấy 5 người đứng đầu tiên đi. Tại vì thấy các anh chị hôm nay rất là nhiệt tình tham gia, thì em sẽ điểm tên 5 nhà phân phối đứng đầu nha. Em thấy có anh Hùng đứng ở, có mã số là 2301359. Bạn Trang là 3710087. Và bạn Thu mã số là 3731314. Thì xin chúc mừng 5 nhà phân phối đứng đầu và đặt tên đúng cú pháp. Thì rất tiếc cho anh Sinh trong lần này nhá. Thì sau chương trình ngày hôm nay thì công ty sẽ liên lạc với các anh chị thông qua số điện thoại mà các anh chị đã đăng ký với Amway, thì để sẽ gửi cái phần quà về cho các anh chị về tận nhà các anh chị nhé, hoặc là gửi đến các cơ sở của Amway nếu các anh chị đăng ký tại đó. Ok, bây giờ thì mình đã kết thúc cái phần về mentee rồi. Quay lại những cái trường hợp mà đang giơ tay và muốn đặt câu hỏi thì em sẽ trả lời câu hỏi của các anh chị một chút nha, trước khi mà mình kết thúc lớp học. Nếu các anh chị nào chúng ta còn muốn lắng nghe thì chúng ta cứ ở lại, không sao đâu ạ. À.